Tu chân Liêu Thiên quần, Tống thư hàng, chuyện cân vớt. Chương 1002, xin cho hắn đến nộp tiền bảo lãnh ta. Thiên nhai tử đạo trưởng cảm giác tâm thật mệt mỏi. Bất quá, hắn lần này tới là có chính sự muốn làm. Khục, a thất đạo hữu xin hỏi một chút, vừa rồi chế tạo mảnh này xương mù đạo hữu tại vị trí nào? Thiên nhai tử đạo trưởng hỏi. Đạo trưởng không phải là tu sĩ liên minh, người chấp pháp a? sương mù có thể không phải chúng ta làm ra. Thi la lị từ tô thị A thất phía sau ngoi đầu lên, đáp. Tô thị A thất một tay lấy thi la lị theo trở về, thiên nhai tử đạo hữu nếu như muốn tìm chế tạo sương mù đạo hữu có thể thuận vị trí này đi, trước đó cái viên kia tiểu hỏa tiễn phát xạ chỗ là ở chỗ này. Dứt lời, tô thị A thất chỉ chỉ nam hạo mãnh cùng cô gái kia vị trí. Tạ ơn A thất đạo hữu thiên nhai tử đạo trưởng ôm quyền, sau đó bước ra một bước, thân hình, siêu, một chút thoát ra cực khoảng cách xa Thoát ra mấy bước phía sau thiên nhai tử đạo trưởng lại quay người trở lại đối Tô Thị A Thất nói Mặt khác A Thất đạo hiếu, người kỳ thật không cần như thế phòng bị lão đạo Lão đạo cũng không có cách không truyền công thực lực A Ha 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 ha, Tô Thị A Thất khô khốc một hồi cười Thiên nhai tử đạo trưởng khóe miệng lại là co lại, cười khổ rời đi Tại hắn sau khi rời đi không lâu, Tô Thị A Thất trịnh trọng hướng thi la lịt tước yêu tiểu thải nói, nhìn thấy vừa rồi cái kia tiên phong đạo cốt thiên nhai tử lão đạo hay chưa? Lần sau nhìn thấy hắn lúc, có bao xa liền trốn xa hơn. Thi la lị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tước yêu tiểu thải như có điều suy nghĩ, nàng cảm giác mình tựa hồ tại cái nào nghe qua, thiên nhai tử cái này đạo hiệu. Hắn chính là truyền công cuồng thiên nhai tử, nghe nói hắn chỉ là một ánh mắt tới, liền có thể truyền nhân một năm công lực. Cùng hắn có thân thể tiếp xúc, liền có thể duy nhất một lần truyền thụ 10 năm trở lên công lực. Mà lại bị hắn truyền qua công người, đại bộ phận kết cục cũng không quá tốt. Tô Thị A à thất nói. Thi La Lị mở to hai mắt nhìn tu chân giới, vậy mà đáng sợ như thế tồn tại. Bạch tôn giả, dùng ánh mắt truyền công cũng quá khoa trương, hẳn là tin đồn. Ta cảm giác thà rằng có thể tin là có, không thể tin là không. Mặc kệ cái khác người tin hay không, dù sao ta là tin tưởng. Tô Thị A à thất nói bạch tôn giả gật đầu cười như vậy việc nơi này đã xong ta cũng là thời điểm cùng mọi người tạm biệt tô thị a thất nói a thất ngươi cũng phải bế quan tấn cấp a bạch tôn giả nói đúng vậy ta đã làm tốt độ kiếp chuẩn bị hiện tại a thập lục đã độ kiếp thành công ta cũng giải khai một cái khúc mắc tiếp xuống nhiều nhất nửa năm ngắn nhất hai tháng ta liền có thể tấn cấp chân quân tô thị a thất tự tin nói như vậy chúc ngươi thành công tấn cấp Bạch tôn giả nói: Tạ ơn bạch tiền bối chúc phúc. Tô thị A thất cười nói: Như vậy các vị đạo hiếu, chúng ta sau này còn gặp lại. Xuất lời, Tô thị A thất mượn mê vụ che giấu, tế lên bản mệnh bảo đao, ngự đao phi hành rời đi. Đợi A thất sau khi rời đi, Bạch tôn giả hướng phía cách đó không xa lầu ba vị trí, thất sinh phù phủ chủ, vất vất tay, sau đó hắn cũng mang theo thi cùng tước yêu tiểu thải, rời đi dừng xe vị trí. Audio điện tử võ tấn bền. Một bên khác, Nam Hạo mãnh như trước đang ngẩn người, hắn cảm giác mình hiện tại có chút ngốc hắn vậy mà tại nghiêm túc suy tư, như thế nào giải quyết cái này đầy trời sương mù. Loại chuyện này, như thế nào hắn có thể giải quyết? Mà ở bên cạnh hắn, vị kia thiên nhiên quyển thiếu nữ, yên lặng thu hồi nàng cái kia cái dương lớn, cũng đem cái dương kia một lần nữa khép lại. Chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Nam Hạo mãnh hỏi không phải chúng ta muốn làm sao là ngươi muốn làm sao thiếu nữ một mặt chân thành nói bởi vì đè xuống cái nút người là ngươi không phải ta nam hạo mãnh nhưng là mang đến sương mù tạc đạn người không là ngươi sao đang khi nói chuyện đột nhiên cách đó không xa có một bóng người chạy tới rơi vào nam hạo mãnh cùng thiếu nữ kia bên người tìm được đó là vị tóc trắng lão đạo thân ảnh lão đạo lên trước hạ quan sát một chút nam hạo mãnh sau đó lại nhìn phía cô gái kia. Thiếu nữ cũng nhìn qua tóc trắng lão đạo. Bần đạo thiên nhai tử, tóc trắng lão đạo đi chắp tay lễ. Thiếu nữ nghe được đạo này hào lúc, khuôn mặt nhỏ phát bạch, đột nhiên lui về sau mấy bước. Đạo sĩ, nam hảo mãnh nghi hoặc nhìn qua vị này tiên phong đạo cốt lão đạo đợi chút nữa, lúc trước hắn thầm nghĩ qua, nếu muốn xử lý mảnh này xương mù, nói không chừng phải tiên từ dưới phàm mới có thể làm đến. Chẳng lẽ, thật sự có tiên nhân hạ phàm, phải xử lý mảnh này sương mù tiểu hữu mời cùng lão đạo đi một chuyến đi thiên nhai tử đối thiếu nữ nói không được ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm thiếu nữ lắc đầu nói đang nghĩ biện pháp xử lý sạch cái này sương mù trước tiểu hữu vẫn là cùng lão đạo đi một chuyến rồi nói sau sau đó chờ sương mù xử lý xong phía sau cần có phí tổn lão đạo hội cùng tiểu hữu một bút bút kết toán thiên nhai tử đạo trưởng duy trì mỉm cười cái này không phải lỗi của ta thiếu nữ chân thành nói đè xuống cái nút người không phải ta thật xin lỗi đè xuống cái nút người là ta nam hạo mãnh cười khổ nói nhưng là trên người của ta không có nhiều tiền thiên nhai tử ngắm nhìn nam hạo mãnh đưa tay khẽ vỗ nam hạo mãnh liền mơ mơ màng màng ngồi dựa vào bên trên bồn hoa một bên một mặt vẻ mờ mịt tiểu hữu đi thôi thiên nhai tử trầm giọng nói tại thiếu nữ một mặt vẻ hoảng sợ bên trong thiên nhai tử đã một tay lấy nàng bắt lấy đạo trưởng trực tiếp gửi giấy tờ có được hay không thiếu nữ buồn bực nói thiên nhai tử đạo trưởng lắc đầu nắm lấy thiếu nữ hướng nơi xa bước đi đợi chút nữa đạo trưởng để cho ta cùng cái này to con nói sự kiện thiếu nữ thở dài biết mình hôm nay tai kiếp khó thoát thiên nhai tử đạo trưởng ngừng lại thiếu nữ đưa tay từ bản thân một cái khác trong túi áo móc ra một tờ giấy ném về nam hạo mãnh To con, giúp ta gọi điện thoại cho trên tờ giấy người, liền nói với hắn kiếp trận cái từ này. Sau đó để hắn nghĩ biện pháp đến nộp tiền bảo lãnh ta. Thiếu nữ kêu lên, To con Nam Hạo mãnh mơ mơ màng màng nhẹ gật đầu, nhận lấy tờ giấy kia. Sau đó, đưa mắt nhìn lão đạo cùng thiếu nữ rời xa. Một lát sau, Nam Hạo mãnh thanh tỉnh một số, hắn nắm vuốt tờ giấy, nhìn lấy trên đó viết một cái điện thoại di động dãy số nghĩ nghĩ phía sau hắn phát gọi cú điện thoại này. Lúc này, Tống Thư Hàng ngồi ở lớp Anh ngữ trong phòng học, vẽ động điện thoại, nhìn qua Bắc Hà Tán Nhân gửi đi cái kia video. Chính là liên quan tới bộ kia hắc thiết thần giáp video. Từ ở bề ngoài nhìn, đây chính là một cái chân nhân tỷ lệ hắc thiết pho tượng, bề ngoài thực sự có chút áp chế. Ngoại trừ mặc nó vào một khắc này, tương đối có khoa học kỹ thuật cảm giác bên ngoài, còn lại hoàn toàn không cách nào cùng bắc hà tiền bối nói tương lai khoa học kỹ thuật sản phẩm dính líu quan hệ nhưng là tống thư hàng đột nhiên nghĩ đến sự kiện cái này nhìn như có chút áp chế hắc thiết thần giáp có lẽ ngoài ý muốn vô cùng thích hợp hắn bởi vì hắn có đao ý khôi giáp a à. nói thật phổ thông khôi giáp hình thái pháp bào thật đúng là không thích hợp hắn công năng hội cùng đao ý khôi giáp xung đột nhưng là cái này hắc thiết thần giáp nhưng là một tôn nhân thể pho tượng hình thái. Mặc vào hắc thiết thần giáp phía sau chẳng khác nào là tại tống thư hàng bên ngoài thân bọc tầng một hắc thiết phòng ngự. Sau đó, hắn còn có thể tại hắc thiết thần giáp bên ngoài, lại trồng lên đao ý khôi giáp. Tống thư hàng tại trong đầu của mình não sơ một chút hắc thiết thần giáp cộng đao ý khôi giáp sau bộ dáng. Có lẽ, ngoài ý muốn xuất khí. Cho nên, tống thư hàng tâm động. Bắc Hà tiền bối, bộ này hắc thiết thần giáp cụ thể lực phòng ngự như thế nào? Tống Thư Hàng tại trong đám hỏi. Diệt phượng công tử, không thể nào, Thư Hàng ngươi thật sự coi trọng cái này pho tượng khôi giáp rồi. Hừm, bởi vì trước đó không lâu ta vừa nắm giữ một cái thú vị kỹ năng, có lẽ cùng hắc thiết khôi giáp rất phối. Lúc nào diệt phượng tiền bối có rảnh, ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Tống Thư Hàng nói, Bắc Hà Tán Nhân rất mau trở lại phục, hắc thiết thần giáp lực phòng ngự, tuyệt đối cường hãn. Ta trước đó cũng đã nói, nó là một bộ đủ để xuyên qua ngũ phẩm sơ kỳ pháp bào. Khi nó phía trên tất cả phòng ngự trận pháp mở ra phía sau tứ phẩm đỉnh phong tu sĩ sử dụng ngự kiếm thuật công kích, cũng rất khó đánh phá phòng ngự. Càng quan trọng hơn là, nó là toàn thân thức phòng ngự pháp bào, cơ hồ không có góc chết. Trừ phi là thông qua lỗ mũi, con mắt mấy cái kia vị trí tiến hành công kích. Thành, Tống Thư Hàng nói, cái kia bắc hạt tiền bối, chúng ta thành giao. Hợp tác vui vẻ. Bắc Hà Tán Nhân phát cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Lệ chi tiên tử, ta không khỏi bắt đầu chờ mong, thư hàng tiểu hữu mặc vào hắc thiết thần giáp dáng vẻ. Cùng chờ mong, diệt phượng công tử nói. Yên tâm đi, đến lúc đó tuyệt đối sẽ để các vị tiền bối nhóm giật này cả mình. Tống thư hàng tự tin nói. Kết thúc giao dịch phía sau tống thư hàng sau đó mở ra quần cùng hưởng trong kia thiên linh điệp tôn giả phát lên luận đột tứ phẩm thiên kiếp có cảm giác. Nhìn trong một giây lát lúc, một chiếc điện thoại đánh tới là mã số xa lạ tống thư hàng nhận nghe điện thoại uy người tốt người vị nào ta là nam hạo mãnh vị tiên sinh này người tốt nam hạo mãnh nói ngọa thảo nghe thanh âm này có chút quen tai a à? đợi chút nữa đây không phải tống thư hàng thanh âm sao đây chính là hai chiêu liền đem hắn đánh ngã xuống đất cường giả nam hạo mãnh đương nhiên sẽ không quên tống thư hàng thanh âm tống thư hàng là ngươi Nam Hạo Mãnh kinh ngạc nói. Tống Thư Hàng, Nam Hạo Mãnh Hoa Nhi này hôm nay là thế nào? Chủ động gọi điện thoại tới, còn phảng phất không biết hắn là ai. Tìm ta có việc, Tống Thư Hàng hỏi. Đúng vậy, có chút việc phải nói cho ngươi. Nha không đúng, nói đúng ra, là vừa rồi có cái nữ đồng học có chút việc muốn tìm ngươi. Nhưng là, nàng bị một cái tóc trắng lão đạo mang đi. Đang bị mang đi trước, nàng lưu lại điện thoại của ngươi, cho ngươi đi đưa nàng nộp tiền bảo lãnh đi ra." Nam Hạo mãnh đáp. Tống Thư Hàng nghe không hiểu ra sao. "Đúng rồi, vị nữ bạn học kia nói, chỉ muốn nói với ngươi kết trận cái từ này, ngươi liền biết nàng là ai." "Hẳn là cái từ này đi, ta chỉ nhớ rõ cái này âm đọc, cũng không biết ta có hay không lý giải sai lầm." Nam Hạo mãnh nói. Chia gạch dưới chân âm đọc. Tống Thư Hàng muốn đợi chút nữa, chẳng lẽ là kiếp trận? Vài ngày trước, Bạch Tôn giả nói qua, vị kia bị ngạn ma quân lại ở mấy ngày nay tới cửa đến, vì hắn chế tạo riêng một bộ độ kiếp trận pháp. Chẳng lẽ vị này thiếu nữ, chính là, bị ngạn ma quân? Không đúng, ma quân tại thanh âm trong điện thoại biểu hiện, là cái nam A. Lại nói, tại sao phải ta đi nộp tiền bảo lãnh nàng? Nàng làm chuyện gì không? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. chương 1003, về sau không thể lại tất đậu đậu. Làm cái gì, Nam Hạo mánh cười khổ nói, nàng mang một cái xương mù tạc đạn đến Giang Nam Đại học Thành về sau, nàng rơi mất điều khiển cái nút. Sau đó, ta không cẩn thận đem cái nút kia cho nhấn xuống. Tống Thư Hàng, các người đặc mã đùa ta. Vừa mới cái kia tiếng nổ mạnh to lớn cùng cấp tốc khuếch tán sương mù, lại chính là Nam Hạo mãnh cùng cô gái kia nồi. Càng quan trọng hơn là sương mù tạc đạn là cái gì? Chế tạo cái đồ chơi này ra hỏa đến cùng là dạng gì não mạch kín, mới có thể đem loại vật này cho mân mê đi ra. Liền không sợ bị quốc gia tìm ra xử bắn rồi chứ. Thật sâu thở dài phía sau tống thư hàng dò hỏi, ta muốn đi đâu nộp tiền bảo lãnh nàng. Việc quan hệ hắn độ kiếp trận pháp, không qua loa được. Cho nên vẫn là sớm điểm đem thiếu nữ này tìm ra, đưa nàng nộp tiền bảo lãnh ra đi. Ta không biết muốn đi đâu nộp tiền bảo lãnh nàng, ta chỉ biết là nàng là bị một cái tóc trắng đạo sĩ bắt đi. Sau đó nàng nói nói cho ngươi kết trận cái từ này phía sau ngươi liền biết tất cả mọi chuyện. Nam Hạo mãnh đáp, Tống thư hàng, ta biết cái đếch gì a. À? Phỏng thiên, tu sĩ giới tóc trắng đạo nhân, số lượng không nên quá nhiều có được hay không? Tùy tiện đi đâu cái đạo tông môn phái dạo chơi, đều có thể nhìn thấy một đống lớn tóc trắng đạo nhân. Có mặt mỏng, có mặt lão, còn có có không già không non. Tại tu sĩ giới, tóc trắng là rất lưu hành màu tóc có được hay không? nếu như chỉ có điểm ấy đầu mối lời nói, hắn muốn đi đâu tìm cái kia, tóc trắng đạo nhân, làm sao đi cho nàng nộp tiền bảo lãnh a? Có cái kia đạo nhân ảnh chụp sao? Tống Thư Hàng dò hỏi. Không kịp đập, mà lại bên ngoài hiện tại sương mù rất lớn, 5 mét bên ngoài liền thấy không rõ địa phương, ta bây giờ nghĩ đi nhà xí cũng không biết hướng phương hướng nào. Nam Hạo Mãnh nói, Tống Thư Hàng, ta biết liền nhiều như vậy. Ta trước tắt điện thoại tìm nhà vệ sinh đi, đột nhiên cảm giác mắc tiểu suốt lời nam hạo mãnh bay nhanh kết thúc cuộc nói chuyện tống thư hàng nhìn điện thoại di động một mặt phiền muộn một lát sau hắn nhớ tới bạch tiền bối bọn người chuyện xảy ra thời điểm bạch tiền bối cùng tô thị a thất tiền bối hẳn là ngay tại bãi đỗ xe phụ cận khoảng cách trước đó tạc đạn lên không vị trí không phải rất xa có lẽ bọn hắn có thể biết thứ gì tống thư hàng mở ra cửu châu nhất hào quần sau đó hắn phát hiện Cửu Châu nhất hào quần bên trong đang chuyện trò cùng hắn có liên quan chủ đề. Lạc Hoa tiên tử Vũ Nhu tử, Tống Tiền Bối, vừa rồi ta cùng cha đã tới Sở gia tộc, sau đó thấy được một đám tà đạo tu sĩ đang chuẩn bị công kích Sở gia. Lần này tại cha dưới sự cho phép, ta xuất thủ. Đây là ta lần thứ nhất ngự kiếm phi hành cùng dùng, ngự kiếm thuật, phối hợp linh điệp đảo kiếm thuật, chiến có thể thống khoái. Mặt khác, ta nghe Sở Xuân Huỳnh nói qua trước đó Sở gia đại nạn chuyện Tạ ơn Tống Tiền bối người trợ giúp sở ra vượt qua kiếp nạn. Bất quá, lúc ấy Tống Thư Hàng vừa lúc ở nghe, không có tới kịp về Vũ Nhu Tử. Sau đó Vũ Nhu Tử tựa hồ về lật một chút trong đám nói chuyện phiếm ghi chép, nhìn lấy Tống Thư Hàng cùng Bắc Hà Tán Nhân ở giữa giao dịch. Cùng Tống Thư Hàng biểu thị bản thân mặc vào hắc thiết thần giáp sau sẽ rất đẹp trai phát biểu. Tống Tiền bối mặc vào hắc thiết thần giáp sau dáng vẻ là thế này phải không? lạc hoa tiên tử vũ nhu tử vui vẻ phát đồ phiến đi lên. Là một chương đi qua phần mềm PS hợp thành ảnh chụp. Hắc thiết thần giáp bộ mặt bị xóa đi, đổi lại tống thư hàng mặt. Diệt phượng công tử, vũ nhu tử, người P không đúng. Bắc Hà đạo hữu hắc thiết thần giáp là toàn bao trùng thức, chỉ lộ cái con mắt cùng lỗ mũi. Cho nên, vũ nhu tử ngươi chỉ cần đem tống thư hàng con mắt cho PS đến hắc thiết thần giáp bên trong mới là hiệu quả cầu thì ra là thế, ta thử một lần nữa. Lạc hoa tiên tử vũ nhu tử lại lần nữa hợp thành một lần. Sau đó, nàng lại đem mới hợp thành cầu phát lên. Diệt phượng công tử, mặc dù ánh mắt là đúng, nhưng ta luôn cảm giác ánh mắt này bên trong vì cái gì tràn đầy vẻ sợ hãi. Người dùng thư hàng tiểu hữu cái nào tấm hình. Lệ chi tiên tử, mà lại, hình thể cũng không đúng lắm. Cái này hắc thiết thần giáp có thể chủ động thích ứng chủ nhân hình thể. Nói cách khác, nếu như thư hàng tiểu hữu mặc vào cái này thần giáp, hình thể cũng sẽ thay đổi cùng hắn chân nhân không xê xích bao nhiêu. Có đạo lý, vậy ta điều chỉnh hạ thể hình." Lạc Hoa tiên tử Vũ Nhu tử đáp. Một lát sau, nàng lại phát một trường hợp thành cầu đi lên. Vân Du tăng thông huyền, ngón tay cái ủng hộ biểu lộ đại sư cảm giác chương này hợp thành cầu rất tán. Cuồng đao tam lãng, cái này cầu thỏa, ta cảm giác được thời điểm thư hàng tiểu hữu mặc vào khôi giáp phía sau chính là loại hiệu quả này không có chảy. Quả nhiên vẫn là cảm giác không ra chỗ nào xuất khí, luôn cảm giác có chút áp chế. Diệt phượng công tử nói. Lệ chi tiên tử, có lẽ thư hàng tiểu hữu hội sẽ ở bộ này hắc thiết thần giáp bên ngoài lại khoác một bộ đạo bào, nhìn như vậy đi lên liền sẽ lộ vẻ xuất khí một số. Không đúng, hắc thiết thần giáp không có tóc, cảm giác cùng áo cà sa càng phối một số. Cũng càng phù hợp thư hàng tiểu hữu phong cách vẽ. Đông phương lục tiên tử phụ cái khuôn mặt tươi cười. Tống Thư Hàng, người mới mặc áo cà sa, các người đều mặc áo cà sa. Nha, Thư Hàng tiểu hữu ra ngoài rồi. Đông Phương Lục Tiên Tử nói. Tống Tiền Bối, cảm ơn ngươi lần trước chợ sở ra vượt qua một kiếp. Lạc Hoa Tiên Tử Vũ Nhu Tử nói thật nhanh. Tống Thư Hàng, không khách khí, mà lại lần kia ta cũng chỉ là trợ giúp lôi kéo, bạch tiền bối, đi sở ra trên không đi dạo một vòng. Bạch Tôn Giả, không phải ta. Lạc Hoa Tiên Tử Vũ Nhu Tử dù sao chính là ta kéo cái viện quân đi sở ra trên không giải quyết những cái kia tà đạo tu sĩ. Tống Thư Hàng cười nói, dù sao vẫn là muốn tạ ơn Tống Tiền Bối, nếu như không có người hỗ trợ, sở ra liền rất phiền toái. Lạc Hoa Tiên Tử Vũ Nhu Tử nói, Đông Phương Lục Tiên Tử, đúng rồi Thư Hàng. Ngươi là chuẩn bị tại hắc thiết thần giáp bên ngoài mặc đạo bào vẫn là mặc áo cà sa. Tống thư hàng, đều không mặc, nghiến răng nghiến lợi biểu lộ. Lõa thể, Đông phương lục tiên tử nói. Đương nhiên không, đến lúc đó chờ ta thu đến, hắc thiết thần giáp, phía sau liền cho các người phát trương tự chụp hình, cam đoan có hình xuất khí. Tống thư hàng nói. Chờ dưới, chủ đề bị mang sai lệch. Ta thượng tuyến là có chuyện muốn hỏi bạch tôn giả. Thế là, tống thư hàng hỏi, bạch tôn giả, bạch tiền bối, các người trước đó có phát hiện hay không một cái tóc trắng đạo nhân, mang đi một thiếu nữ. Hừm, gặp qua, bạch tôn giả nói. Tống Thư Hàng, quá tốt rồi, bạch tiền bối. Vậy ngươi biết cái kia tóc trắng đạo nhân là ai chăng? Hắn muốn dẫn lấy thiếu nữ kia đi đâu? Cuồng đao tam lãng, ta hiểu được, chân tướng chỉ có một cái Thư Hàng, ngươi cùng thiếu nữ kia có quan hệ gì? Chân tướng cái đầu của ngươi. Tam lãng tiền bối đừng làm rộn, thiếu nữ kia có thể là cùng, bị ngạn ma quân, có liên quan người, đến cho ta chế tạo riêng một bộ độ kiếp trận pháp. Tống Thư Hàng nói, nhưng là, nàng vừa tới Giang Nam Đại học Thành, liền phát một cái sương mù tạc đạn, hiện tại toàn bộ Giang Nam Đại học Thành đều bị sương mù bao vây lấy. Ta hiện tại muốn đi đâu cái tóc trắng đạo nhân vậy đi nộp tiền bảo lãnh nàng. Ta hiện tại cảm giác đơn giản tất đậu đậu. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, bá đao tống nhất, thư hàng tiểu hữu đậu đậu danh hoa có chủ, nó lập tức sẽ kết hôn. Về sau tất đậu đậu cái này từ tận lực đừng dùng, trực tiếp dùng tất vuông là được, nếu không ảnh hưởng không tốt tống thư hàng tốt ra, à, đậu đậu lập tức liền phải lập gia đình hoàng sơn chân quân đến cùng muốn đem đậu đậu gả cho ai tống thư hàng cực kỳ tốt kỳ bạch tôn giả hừm ta biết cái kia tóc trắng đạo nhân là ai là thiên nhai tử đạo nhân đạo này hào ta cảm giác quen tai tống thư hàng nói bạch tôn giả hừm người trước đó không lâu gặp qua hắn cuồng đao tam lãng hắn còn có cái ngoại hiệu truyền công cuồng liền hỏi ngươi có sợ hay không Ngọa Thảo, là hắn. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, hắn lần trước kém chút bị thiên nhai tử đạo trưởng truyền một thân công. Một hồi giữa trưa sau ta dẫn người đi tìm hắn đi. Bạch Tôn giả trả lời. Không hiện tại đi không? Tống Thư Hàng hỏi. Không vội, ngươi lên trước khóa. Dù sao thiên nhai tử vị trí cách chúng ta không xa, nghỉ chưa thời điểm đi đầy đủ. Bạch Tôn giả trả lời. Tống Thư Hàng, vậy được rồi. Người trước đi học cho giỏi, mỗi ngày hướng lên buổi chiều ta liên hệ ngươi nghiêm túc mặt biểu lộ bạch tôn nói tống thư hàng chờ cái đề tài này sau khi kết thúc lệ chi tiên tử tại trong đám hỏi một tiếng đúng rồi gần nhất có người hay không đi di động chân vũ đảo lệ chi tiên tử muốn đi cái kia mua cái gì sao đông phương lục tiên tử hỏi chân vũ đảo là một tòa tại trong biển rộng du động hòn đảo nó chân thân là một đầu có huyền vũ huyết thống lớn rùa về sau dần dần có tu sĩ tại trên lưng của nó thành lập giao dịch địa. Bây giờ nó là tu chân giới tương đối nổi danh một chỗ giao dịch thắng địa. Ta lần này đi lên là muốn tham gia phía trên một cái thú vị hoạt động, sau đó thắng được hạng ba phần thưởng. Lệ chi tiên tử nói, ta nghe nói, hạng ba có thể được đến một con linh thú kiển nghiêu. Ta rất sớm trước liền đối loại này linh thú cảm thấy rất hứng thú, có hay không đạo hữu cùng đi. Chân vũ trên đảo hoạt động. Là cái kia, chân vũ chén nữ võ thần đại chiến, hoạt động a. Đến lúc đó tính ta một người đi." Diệt Phượng công tử nói, "Ta đối phần thưởng cái gì cũng không có hứng thú, bất quá đối với chân vũ đảo thượng loại kia nữ võ thần chế tác thủ pháp ngược lại là cảm thấy rất hứng thú." Cái kia lúc trước Bắc Âu hệ người tu luyện mân mê đi ra đồ chơi đi, nói thật chế tác quá trình rất là tàn nhẫn." Điền Thiên đảo chủ nói. "Ha ha, nói đến cái đề tài này, ta liền không nhịn được đi ra nổi bọt." Kỳ thật chân vũ trên đảo, nữ võ thần, kỹ thuật, cùng Bắc Âu loại kia nữ võ thần không có nửa xu quan hệ. Trên thực tế là thật lâu trước, có người đem mặc ra con đường trường sinh, nhân thể khôi lỗi hóa, bộ phận kỹ thuật lấy ra ngoài, bán cho chân vũ trên đảo đám người kia. Chân vũ trên đảo đám người kia cũng là thấy tiền sáng mắt, cái gì cũng dám mua. Mua phía sau bọn hắn lại đem kỹ thuật này mặt ngoài một ít gì đó sửa lại một chút, sau đó liền xưng đây là từ Bắc Âu cái kia lấy được nữ võ thần kỹ thuật ha 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 ha, muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá cười nói. Giao phách đạo hiếu thế nào giải rõ ràng như thế? Lệ chi tiên tử hiếu kỳ hỏi. Bởi vì lúc ấy cái kia hàng muốn đem, nhân thể khôi lỗi hóa, kỹ thuật bán ta, ta tịch thu. Kết quả sau đó không lâu, đang của ta bàn sát phách, chân vũ đảo, liền tạo ra cái gì, nữ võ thần, kỹ thuật. Ta dùng cái đuôi nghĩ nghĩ, đều có thể đoán ra việc này đại khái. Giao bá chân quân cười hắc hắc nói chương 1004, kéo giải tính mạng mệnh phù. Giao bá chân quân tiếp tục nói, về sau, ta nhìn thấy mặc ra người ra mặt, leo lên chân vũ đảo. Cũng không biết chân vũ đảo giao xảy ra điều gì dạng đại giới, mới bãi bình mặc ra. Ta đoán chừng, một lần kia chân vũ đảo tuyệt đối xuất huyết nhiều, thua thiệt thảm rồi. Cho nên, bọn hắn mới làm ra cái này chân vũ chén nữ võ thần đại chiến hoạt động, ý đồ thông qua cái này hoạt động hồi vốn. Diệt phượng công tử, nếu như là mặc ra khôi lỗi kỹ thuật quên đi kỹ thuật kia ta không hứng thú cùng công pháp của ta cũng có xung đột cái kia lệ chi tiên tử đến lúc đó ta theo ngươi đi xem một chút đi hoạt động ta liền không tham gia vừa vặn cũng muốn đi chân vũ đảo mua ít đồ thành lệ chi tiên tử nói còn có ai muốn thành đoàn đi báo cái tên cuồng đao tam lãng ta ngược lại thật ra muốn đi nhưng ta hiện tại còn bề bộn nhiều việc Lệ chi tiên tử ngươi giúp ta đi chân vũ đảo mang cái đặc sản, huyền nha cương, đi, ta muốn cho mình bản mệnh bảo đao tăng cường một chút. Thành, lệ chi tiên tử nói. Lệ chi tiên tử ngươi giúp ta cũng mang ít đồ đi, ta muốn một số, chân vũ xác, tấn thăng lục phẩm phía sau ta còn chưa kịp tới làm một kiện thích hợp pháp bào, trước thu thập điểm vật liệu, đến lúc đó mời người thay ta luyện chế một kiện. Bắc Hà Tán Nhân nói. Thành, lệ chi tiên tử nói. Đông phương lục tiên tử, cái kia thay ta cũng mang ít đồ thôi, ta muốn một số chân vũ trên đảo tiên quả, hết thảy có 10 loại, đến lúc đó ta đem danh sách phát ngươi. Lệ chi tiên tử, thành đợi chút nữa, các người đây là đem ta đương đại mua sắm sao? Đông phương lục tiên tử, ha 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 ha, liền thay ba người các người mang, không còn nhiều mua hộ. Lệ chi tiên tử cảm giác tâm tính thiện lương nhét nhìn thấy cửu châu nhất hào quần bên trong trò chuyện chủ đề đã lại đổi thành mới phía sau tống thư hàng yên lặng đóng lại điện thoại. Khai giảng lớp đầu tiên là lớp anh ngữ. Cẩn thận tỉ mỉ thầy giáo già leo lên bục giảng, y như dĩ vãng nghiêm túc, bắt đầu rồi học kỳ mới lớp đầu tiên. Tống thư hàng một tay chống cầm, một bên nghe thầy giáo già giảng giải nội dung, một bên đảo bản thân sách giáo khoa. Đảo đảo, rất nhanh trên sách học đại bộ phận nội dung đều bị hắn nhớ cho kỹ trở thành tu sĩ phía sau thật tốt. Nếu như có thể lại phối hợp bạch tôn giả học phách dưỡng thành hệ thống liền càng hoàn mỹ hơn. Thi la lị an tĩnh ngồi ở tống thư hàng bên người, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt thành thật, một bên học tập còn tại nghiêm túc hái ghi bút ký. Nàng bây giờ đang đứng ở nhất phẩm dược long môn cảnh giới, dựa theo sư phụ an bài, nàng tại nghiêm túc thể nghiệm một vị, sinh viên, sinh hoạt, hy vọng có thể từ đó tìm kiếm được thời cơ đột phá. Ngoại trừ thi, bên ngoài, Bạch Hạc Trân Quân hôm nay cũng không có phát hiện thân đối Tống Thư Hàng tới nói, Bạch Hạc Trân Quân không có tới đi học thật sự là quá tốt. Lớp đầu tiên kết thúc, thi, buông xuống bút, nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, nàng từ trong túi áo móc ra một túi nhỏ hạt dưa, một mặt thỏa mãn gặm. Tống Sư Huynh, người có muốn không? Nàng nhìn về phía Tống Thư Hàng nói. Tốt ha, à, cho ta đến điểm đi. Tống Thư Hàng nói thi thận trọng đem chính mình cái kia một túi nhỏ hạt dưa toàn bộ ngược lại trên bàn sau đó nghiêm túc phân ra một phần ba số lượng cho quyền tống thư hàng tống thư hàng cảm giác thi la lị khẳng định có điểm ép buộc chứng đúng rồi tống sư huynh ở chỗ này học tập thật có thể tìm tới dược long môn thời cơ sao thi hạ giọng nghiêm túc dò hỏi cái này ta còn thực sự không rõ ràng bất quá mỗi người dược long môn thời cơ hẳn là cũng khác nhau Tống Thư Hàng gặm hạt dưa đáp. Đồng thời, hắn về suy nghĩ một chút chính mình lúc trước, dược long môn, tình hình. Nhớ ký hắn ban đầu là cọ sát, ngư kiều kiều phúc, đã trải qua ngư kiều kiều, ngư dược long môn nghi thức, sau đó từ đó lĩnh ngộ được dược long môn thời cơ. Ngoại trừ kinh lịch, ngư dược long môn nghi thức, bên ngoài, ngay từ đầu, bạch tôn giả còn từng ý đồ để hắn biến thành một đầu cá con, dọc theo thác nước đi ngược dòng nước. Nói đối với hắn như vậy đến lúc đó, dược long môn, hội có chỗ tốt. Có lẽ, hắn có thể mang thi, đi tìm một chỗ thác nước, sau đó, để cho nàng dọc theo thác nước ngược dòng bơi lên đi. Tống sư huynh nghĩ tới điều gì sao? Thi hiếu kỳ hỏi. Thi, người biết bơi sao? Tống thư hàng hỏi. Biết một chút, thi gật đầu nói. Cái kia có rảnh rỗi, ta dẫn người đi bơi lội đi. Khả năng đối với ngươi, dược long môn, sẽ có trợ giúp. Tống Thư Hàng hạ giọng nói. Thi Hiếu kỳ nháy nháy mắt, lại nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thi sau đó cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy tại Giang Nam Đại học thành trên không, có một bóng người xuất hiện. Bởi vì sương mù cách trở, Tống Thư Hàng cùng Thi cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đạo thân ảnh này. Đạp không mà đi, ít nhất là ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới tu sĩ, thậm chí càng mạnh Chính là chỗ này ha, Thân ảnh kia cười ha ha nói, "Mảnh này xương mù thật sự rất nồng nặc a." À. Đạo hữu ngươi ưa thích liền tốt, lần này may mắn mà có đạo hữu ngươi liền tại phụ cận, nếu không muốn đem mảnh này xương mù giải quyết còn thật không dễ dàng. Tại đạo thân ảnh này bên cạnh, truyền công cuồng thiên nhai tử đồng dạng đạp không mà đi. "Ha ha, việc rất nhỏ, thiên nhai tử đạo hữu không cần khách khí." Tiếp đó, nhìn thủ đoạn của lão phu, thân ảnh kia dứt lời, hít một hơi thật sâu. Ao ao ao. Tại hắn lúc hít vào thời điểm, giữa thiên địa sương mù bị thật nhanh hút chỗ lỗ mũi. Vọng thiên, Tống Thư Hàng thấy thế, bị khiếp sợ đến. Vậy mà hút sương mù. Ao ao ao, cũng liền khoảng 3 phút thời gian, bao phủ giang nam đại học thành cùng phụ gần ngàn mét phạm vi sương mù, toàn bộ bị khẽ hấp mà không. Thoải mái, trên bầu trời thân ảnh kia thỏa mãn đạo cái này tiếng, thoải mái, hắn kêu đặc biệt lớn âm thanh, Liên Hạ Phương Tống thư hàng cùng thi đều nghe được. Tạ ơn đạo hữu xuất thủ tương trợ, Thiên Nhai tử mặt mỉm cười, đưa lên một cái điện thoại di động lớn hộp. Bên trong chứa năm mai, ngũ phẩm linh thạch, đó là cảm tạ vị đạo hữu này xuất thủ thù lao. Không khách khí, tức có thể lừa một ít phí, lại có thể hút tới cái này cao độ tinh khiết sương mù, lão phu vừa lòng thỏa ý a." Thân ảnh kia ha ha cười nói. "Cái kia bần đạo ở chỗ này chúc đạo hữu tân pháp khí sớm ngày luyện thành." Thiên Nhai Tử chắp tay nói: "Ha ha ha ha, nhận đạo hữu cát ngôn." Thân ảnh kia cười ha ha một tiếng, thu qua hộp tay, cùng Thiên Nhai Tử chắp tay chào từ biệt. Tu chân giới lớn, loại người gì cũng có. Gặp qua hút thuốc, nhưng là giống trên bầu trời thân ảnh này dạng này hút sương mù còn cảm giác thoải mái, Tống Thư Hàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. "Thư Hàng sư huynh, sương mù hút nhiều hội cảm giác rất thoải mái sao?" Thi Nghiêm Túc hỏi, "Ta cảm giác" hút xương mù hẳn là thoải mái không nổi tống thư hàng nói trừ phi hắn tu luyện công pháp đặc thù gì cũng đúng thi gật đầu nói không phải cái gì công pháp đặc thù tên kia nhưng thật ra là muốn luyện chế một cái đặc thù pháp khí đột nhiên một thanh âm tại tống thư hàng cùng thi vang lên bên tai là truyền âm nhập mật thủ đoạn tống thư hàng cùng thi quay đầu phát hiện thất sinh phù phủ chủ không biết lúc nào lặng lẽ đi tới sau lưng của hai người thất sinh phù phù chủ đối hai người khẽ mỉm cười nói, dù sao hai người các ngươi về sau nhìn thấy ra hỏa này lúc, tận lực tránh xa một chút. Thực lực của người này tại đồng bậc bên trong cũng không tính rất mạnh, nhưng trên người hắn có các loại cổ quái pháp bảo, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nói không chừng, hắn đón đầu liền phun ngươi một mặt sương mù. Tống thư hàng cùng thi. Tu sĩ giới, chính là không thiếu đủ loại đặc sắc nhân vật A. Đúng rồi, thư hàng tiểu hữu ta tới là cho ngươi mang đồ tới. Thất sinh phù phủ chủ truyền âm nói, đồng thời, hắn lấy ra một cái ví tiền hình dáng đồ vật, đưa cho Tống Thư Hàng. Phù bảo, Tống Thư Hàng hạ thấp giọng hỏi. Không phải, so phù bảo muốn càng rượu một số. Thất sinh phù phủ chủ nói, lần trước ngươi tiêu hao một chương, mang lá, cứu được cùng ta có quan hệ một vị lão tiền bối, thế là hắn nắm ta giao cho ngươi bảo vật này, làm đáp tạ. Đây là hai tấm, Mệnh phù, công hiệu cùng ngươi, mang lá, không sai biệt lắm. Một chương mang ở trên người, một cái khác chương ẩn tàng đến ngươi cho rằng chỗ an toàn nhất. Chỉ cần ngươi không phải trong nháy mắt liền bị triệt để thần hình câu diệt, ngươi liền có thể tại một cái khác chương mệnh phù ẩn tàng chỗ gây dựng lại nhục thân. Bất quá cái này, mệnh phù tại ngươi tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới phía sau liền không cách nào sinh ra công hiệu. Tống thư hàng tiếp nhận cái này hai tấm mệnh phù tự nhận là địa phương an toàn, vậy dĩ nhiên là hắn hạch tâm thế giới hoặc là cũng có thể cân nhắc bạch tôn giả cái kia giao chỉ bí cảnh loại hình địa phương. Tạ ơn thất sinh phù tiền bối tống thư hàng nói không cần cảm ơn ta ngược lại là chúng ta muốn cảm ơn ngươi mới là mà lại nói lời nói thật mệnh phù hiệu quả so với mang lá đến phải kém hơn một bậc ta lúc đầu muốn cho măng cho ngươi thêm đến trương lá cây nhưng nó chết sống không đồng ý thất sinh phù phù chủ cười nói đúng rồi nếu như ngươi tấn thăng ngũ phẩm lúc còn không có sử dụng tới mệnh phù, liền có thể đem mệnh phù chuyển giao cho người khác sử dụng. Chỉ cần không có bị sử dụng tới, nó hiệu quả vẫn tồn tại. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Thất sinh phù phù chủ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng bả vai, hảo hảo tu luyện, ta trước hết không quấy dày ngươi. Đợi thất sinh phù tiền bối sau khi rời đi, Tống Thư Hàng đem hai tấm mệnh phù trước thu nhập, vòng tay pháp khí bên trong. Có cái này hai tấm mệnh phù tại, trong lòng của hắn không khỏi ổn rất nhiều mặc dù cái này hai tấm mệnh phù tốt nhất đừng hữu dụng thượng một ngày. Thất sinh phù tiền bối vừa rời đi không lâu, cổng lại có một bóng người tiến đến. Đạo thân ảnh này trên người bao phủ tu sĩ, ẩn hình pháp thuật, hiển nhiên không muốn bị người bình thường phát giác hắn tồn tại. Tống đạo hữu suốt cuộc tìm được ngươi, thân ảnh kia đối tống thư hàng cười nói. Là tiên nông tông, chính đức. Trong kỳ nghỉ hè bên trong, tống thư hàng cùng hắn chạm qua diệt, chính nước nắm tống thư hàng đem thất hoàng rượu quả hạt giống giao cho tô thị A thập lục. Về sau cũng không biết A thập lục trong tay cái viên kia thất hoàng rượu quả hạt giống phát huy được tác dụng không có. Mặt khác, lúc ấy tống thư hàng thừa cơ từ chính nước cái kia đặt hàng một nhóm, tắm thuốc, dùng dược liệu. Tống thư hàng hướng phía chính nước mỉm cười, chính nước đạo hiếu, dược liệu chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, đã chuẩn bị thỏa đáng, tất cả dược liệu đều đã trải qua chuyển đến, hiện tại liền thả dưới lầu, Tống đạo hữu người xuống tới xem xét thu một cái đi. Chính Đức cười nói. Được, Tống Thư Hàng đứng lên nói. Nhóm này tắm thuốc dược liệu tới thật đúng lúc, phối hợp với nhóm này tắm thuốc, hắn có thể cho đệ tử của mình tiểu thải tăng lên hạ thể chất. chương 1005, đến một đoạn nói bế liền bế quan. Tại Tống Thư Hàng bồi tiếp chính nước đại thúc hạ số phía sau liền thấy được mấy vị tiên nông tông đệ tử ở vào ẩn thân trạng thái, thủ hộ lấy số dương dược liệu trong dương dược liệu dược lực rất đủ, chính nước tận lực lấy ra tốt nhất dược liệu cùng tống thư hàng tiến hành giao dịch, thành ý tràn đầy. Bây giờ những dược liệu này coi như xem như tắm thuốc, đối tống thư hàng thể chất tăng lên cũng có hạn, còn không bằng lại uống điểm, long ma dược tề, hữu hiệu. Bất quá, đối tống thư hàng đệ tử, người nhà cũng còn rất hữu hiệu. Vất vả tiên nông tông các vị đạo hiếu, tống thư hàng mỉm cười nói. Tiên nông tông đệ tử, lúc này trừng to mắt nhìn chằm chằm tống thư hàng mấy vị này tiên nông tông trong các đệ tử có không ít đều đã từng cùng tống thư hàng từng có tiếp xúc khi đó tống thư hàng vừa mới tu luyện không lâu kết quả quấn vào tô thị a thập lục cùng tiên nông tông cùng nguyệt đao tông còn có công tử hải ân hoán bên trong cùng tiên nông tông đệ tử đã gặp mặt tiên nông tông đệ tử còn rõ ràng nhớ kỹ khi đó tống thư hàng mới là một cái vừa bước vào tu chân không lâu tu sĩ chân chính tu chân thái điểu liền trúc cơ đều không có hoàn thành tâm khiếu đều không mở cái chủng loại kia. Nhưng bây giờ chạm tại trước mặt bọn hắn thiếu niên này, nhục thân cực kỳ cường hãn, nhất cử nhất động ở giữa, liền cho bọn hắn mang đến áp lực thực lớn. Đối phương chỉ là dựa vào nhục thân cường độ, liền đầy đủ triển ép bọn hắn. Không chỉ có như thế, tại trên người thiếu niên này tựa hồ còn có một loại ý, coi như hắn mặt mỉm cười, nhưng hắn hai con người chỗ sâu tựa hồ có một loại ý chí lực lượng, để tu vi thấp một chút tiên nông tông đệ tử cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Tại sao có thể như vậy, nửa năm trước liền, trúc cơ, đều không có hoàn thành thiếu niên, chỉ chớp mắt cũng đã thành tiên nông tông đệ tử không cách nào nhìn thẳng cao thủ. Chẳng lẽ trước kia vừa đối mặt lúc vị này tống thư hàng đạo hiếu, là đang giả heo ăn thịt hổ? Đúng, nhất định là như vậy. Hãy cùng hiện tại lưu hành tiểu thuyết, tiểu thuyết nhân vật chính đặc biệt ưa thích giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng có thực lực cường đại, nhưng phải ngụy trang thành người vật vô hại bộ dáng. Trong lúc đang suy tư, bọn hắn lại nhìn thấy Tống Thư Hàng móc ra một cái cái miệng túi nhỏ, đem cái này một đống lớn dược liệu toàn bộ chứa vào trong đó. Túi càn khôn, lại có tiên nông tông đệ tử không tự chủ được thở nhẹ nói. Không phải túi càn khôn, mà là một tắc thu nhỏ túi. Một bên chính nước giải thích nói. Mặc dù không phải không gian pháp khí túi càn khôn, nhưng một tắc thu nhỏ túi loại này có thể cầu mà không thể được đồ vật đã là vô số tiểu môn phái tu sĩ cùng tán tu khát pháp khí tống thư hàng thu hồi một tắc thu nhỏ túi tiền tài không để ra ngoài cho nên bạch tôn giả đưa tặng vòng tay không gian pháp khí hắn tận lực không ở trước mặt người ngoài sử dụng loại này chân quý không gian pháp khí làm không tốt sẽ khiến ngũ phẩm linh hoàng cấp bậc cường giả thăm dò cất kỹ dược liệu phía sau chính nước cùng tiên nông tông đệ tử cũng không hề rời đi chính nước vẻ mặt thành thật bộ dáng hướng tống thư hàng dò hỏi tống đạo hiếu ta nghe nói qua tại nguyệt đao tông sự kiện phía sau chết tiệt nguyệt đao tông hải trưởng lão còn từng tìm tới qua ngươi hướng ngươi trả thù chính nước trong miệng hải trưởng lão chính là vô cực ma tông công tử hải ừm tống thư hàng nhẹ gật đầu mặc dù một mực không có chính diện xuất hiện nhưng là công tử hải từng mấy lần dùng âm mưu tính toán tống thư hàng mặc dù từ đầu tới đuôi âm mưu đến cuối cùng bệnh thiếu máu đều là công tử hải tự thân. Cái kia tống đạo hiếu, ngươi là có hay không có chém giết hải trưởng lão suy nghĩ. Chính đức chờ đợi dò hỏi mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là tiên nông tông không có hướng, công tử hải trả thù thực lực. Đừng nói là công tử hải, liền ngay cả hướng tiên nông tông phản đồ, chính năng, báo thù lực lượng đều không có. Nhưng khi nhìn đến tống thư hàng lúc, chính đức trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra vẻ mong đợi. Tống thư hàng ngắm nhìn chờ đợi hình dáng chính đức, Khẽ thở dài khẩu, nói ta cùng công tử Hải ở giữa, đã không có thỏa hiệp khả năng. Tương lai một ngày, ta cùng hắn ở giữa tất có một trận chiến. Công tử Hải là cái rất am hiểu âm mưu quỷ kế gia hỏa, mà lại, hắn am hiểu lợi dụng lòng người. Lúc đó, toàn bộ Nguyệt Đao Tông, Tiên Nông Tông cùng Tô Thị A Thất đều bị một mình hắn tính toán. Chính là xa khí thảm rồi điểm, mặc dù âm mưu rất lợi hại, nhưng hắn gần nhất âm mưu kết quả thường thường sẽ xuất hiện bệnh thiếu máu. Công tử Hải nắm giữ lấy tống thư hàng người nhà tin tức, mà lại có hướng tống thư hàng người nhà xuất thủ dấu hiệu, lúc trước mai phục tại tống thư hàng nhà cái kia nhận, chính là cái rất nguy hiểm đồ vật. Hiện tại, công tử Hải chính đang trùng kích ngũ phẩm kim đan cảnh giới, tạm thời chỉ có thể dựa vào phân thân khôi lỗi, dưới tay thế lực loại hình biện pháp hướng tống thư hàng cách không xuất thủ. Một khi hắn thành công độ kiếp, tấn thăng ngũ phẩm phía sau tống thư hàng dám cam đoan ra hỏa này chắc chắn sẽ không buông tha mình. Mà hắn nếu có cơ hội giết chết công tử Hải Cũng tuyệt đối sẽ không nương tay Nếu như là nửa năm trước Tống Thư Hàng liền nhất phẩm thứ nhất khiếu Tâm khiếu đều không có mở ra Chính diện đối đầu công tử Hải Chỉ có bị đối phương một chỉ bóp chết kết cục Nhưng bây giờ Khác biệt Tống Thư Hàng bản thân liền đã tiếp cận tứ phẩm cảnh giới Mà lại hắn tu luyện có mấy loại cường đại công pháp Tôi luyện thân thể Nhục thân so cảnh giới cao hơn Trừ cái đó ra Bất kể là diệp tư, công đức xà mỹ nhân diệt thần tử mẫu pháo hoặc là hạch tâm thế giới, cùng vô hình đao cổ, đao ý khôi giáp nhiều như vậy át chủ bài tại, liền xem như một thân một mình chính diện đối đầu công tử hải, tống thư hàng cũng không sợ. Coi như hiện tại diệp thư không ở, nhưng đánh không lại, tống thư hàng nếu muốn chạy, công tử hải cũng ngăn không được hắn. Cái kia còn mời tống đạo hữu nhận lấy vật này, chính nước hít sâu một hơi, từ một vị sư đệ trong tay tiếp nhận một cái hộp, đưa cho tống thư hàng. Hộp mở ra, lộ ra một hạt giống, hiện lên thất thải chi sắc, xem xét liền không phải là phàm vật. Đây là mới một cái, Thất Hoàng Diệu Quả, hạt giống, chúng ta đem hắn đưa cho Tống đạo hữu. Nếu là Tống đạo hữu ngày khác chém giết công tử Hải cùng, chính năng phía sau có thể cáo chi chúng ta tiên nông tông một tiếng, để trong lòng chúng ta hận ý có thể được đến một chút xíu làm dịu. Chính Đức cắn răng nói. Đây coi như là tiên nông tông đối Tống thư hàng đầu tư, bọn hắn đem báo thù hy vọng đặt ở Tống thư hàng trên người lúc đầu có khả năng nhất giải quyết hết, công tử Hải, hẳn là Thiên Hà Tô thị, Tô thị A Thất, nhưng A Thất bắt không được công tử Hải bản tôn, cũng chỉ có thể phá hủy vô cực ma tông, phân bộ dùng để cho hả giận. Thất hoàng diệu quả hạt giống, tác dụng ta đã từng cùng Tống đạo hữu ngươi nhắc qua. Chính nước nói, hắn từng nắm Tống thư hàng tay, cho Tô thị A Thập Lục đưa một cái hạt giống, dùng để đại biểu tiên nông tông ấy náy Mặc dù hạt giống hiệu quả không bằng thất hoàng diệu quả thành thục trái cây, nhưng thất hoàng diệu quả hạt giống tại đối mặt thiên kiếp tổn thương lúc cũng có lợi ích to lớn nếu như tại độ thiên kiếp quá trình bên trong thụ trúc thương tống đạo hữu không ngại đem thất hoàng diệu quả hạt giống nuốt vào đối với khu trừ thiên kiếp thương thế khôi phục chân khí trong cơ thể có được lợi ích to lớn chính nước giới thiệu nói như thế loại muốn đồ vật các người thật sự chuẩn bị đưa cho ta tống thư hàng mỉm cười nói thất hoàng diệu quả hạt giống chỉ cần có bồi dưỡng phương pháp tại chúng ta còn có thể tiếp tục bồi dưỡng được tới. Chính nước cắn răng nói, chúng ta chỉ hy vọng Tống Đạo hữu thuận lợi độ kiếp, thực lực nâng cao một bước. Ta hiểu được, Tống Thư Hàng nhận lấy cái hộp nhỏ, cái kia lễ vật này, ta liền nhận. Ta bây giờ độ kiếp sắp đến, hạt giống này đối ta xác thực rất có ích lợi. Ngày khác tiên nông tông như có cần ta hỗ trợ địa phương, trực quản mở miệng. Chính nước trên mặt lộ ra ý cười, nhẹ gật đầu. Tiên nông tông đệ tử cùng Tống Thư Hàng tạm biệt, rời đi Giang Nam đại học thành. Tống thư hàng trong tay nắm lấy, thất hoàng diệu quả, hạt giống, sau đó lại liên tưởng đến trước đó thất sinh phù tiền bối tặng kéo dài tính mạng, mệnh phù, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có chút hoảng. Hắn về suy nghĩ một chút, gần nhất vận khí của mình tựa hồ cũng không tệ. Sau đó tại vận khí không tệ điều kiện tiên quyết, hắn liên tiếp đạt được hai kiện kéo dài tính mạng, hình bảo vật, sau đó lại tăng thêm Diệp Tư đột nhiên muốn đi bế quan độ kiếp luôn cảm giác có không tốt lắm sự tình sắp xảy ra một bên khác giang nam đại học thành trong phòng y vụ bạch tôn giả ngồi ở thất sinh phù phủ chủ trước mặt đang cùng hắn thảo luận liên quan tới bốn tấn năm lúc độ kiếp trận pháp cải tạo đi qua bạch tôn giả sửa đổi thất sinh phù phủ chủ độ kiếp trận pháp bị không ngừng hoàn thiện tăng cường quá trình này để thất sinh phù phủ chủ gặp được bát phẩm long văn hy vọng sau đó kể kể bạch tôn giả thanh âm tựa hồ càng ngày càng thấp, càng ngày càng chậm. Thất sinh phù phù chủ nghi ngờ nhìn về phía bạch tôn giả. Sau một khắc, hắn nhìn thấy bạch tôn giả thất thần. Vọng thiên, thất sinh phù phù chủ vội vàng thận trọng đỡ lấy bạch tôn giả. Bạch tôn giả bộ dáng, tựa hồ là đang cùng hắn thảo luận, giảng giải, bốn tấn năm, độ kiếp trận pháp lúc, có cái gì linh cảm, thế là liền xa vào đến trầm tư trạng thái. Trầm tư trầm tư, bạch tôn giả liền đi thần thất sinh phù phù chủ lo lắng thất thần sau bạch tôn giả, nếu là sơ ý một chút ngã nhào trên đất, cái kia giang nam đại học thành cái này chàng cao ốc cùng bên trong thầy trò đều dược hoàn. Đến lúc đó, giang nam đại học thành có thể sẽ bị người nghi vấn, bã đậu công trình. Thật vất vả đỡ lấy bạch tôn giả, để hắn lấy dựa vào tư thế ngồi vào trên ghế phía sau mới sự kiện bị phát động. Thất thần trạng thái sau bạch tiền bối, không tiếp tục tận lực khống chế hắn tự thân cái chủng loại kia quỷ dị mị lực. Sau một khắc, thất sinh phù phù chủ chỉ cảm thấy trước mắt bạch tiền bối càng ngày càng lóa mắt, liền như là nam châm một mực hấp dẫn ánh mắt của hắn, để hắn không rời mắt nổi con ngươi. Coi như thế yên lặng nhìn lấy bạch tôn giả cả một đời, đều đáng giá. Đáng sợ như vậy suy nghĩ, tại trong đầu của hắn hiển hiện, vùng đi không được. Tại sao có thể như vậy, phổ thông thất thần trạng thái bạch tôn giả, còn không đến mức mị lực mất khống chế mới đúng. Chẳng lẽ lại, bạch tiền bối đột nhiên muốn tới một đoạn nói bế liền bế bế quan bạch tiền bối sẽ không đã bắt đầu bế quan a thất sinh phù phủ chủ móc ra điện thoại di động của mình yên lặng bấm tống thư hàng điện thoại uy thất sinh phù tiền bối chuyện gì tống thư hàng hỏi mau tới phòng y tế một chuyến trễ dược hoàn thất sinh phù phủ chủ nói hắn cảm giác mình nói chuyện đều không lưu loát ra chuyện gì tống thư hàng hỏi Bạch tiền bối thất thần cũng có thể là là bế quan. Thất sinh phù phù chủ cưỡng ép để cho mình dịch chuyển khỏi ánh mắt. Ân, trên thực tế đây có lẽ là rèn luyện ý chí cơ hội tốt. chương 1006, ta kim đại thối đều bị tách ra. Đỡ không, Tống Thư Hàng hỏi. Nếu như không có đỡ ở, cái kia vấn đề liền lớn. Cái này cùng đỡ lão nhân khác biệt, không đỡ mới sẽ xảy ra chuyện. Đỡ, bất quá có càng chuyện đại sự phát sinh, dù sao ngươi mau tới đây một chuyến. Vọng thiên, cái gì đều nghẹn nói, mau tới đây. Thất sinh phù phủ chủ vội la lên. Tốt, ta lập tức đi tới. Tống thư hàng nói. Trong lòng của hắn rất nghi hoặc, đã đỡ bạch tiền bối, cái kia còn có cái gì thật lo lắng cho. Chỉ cần bạch tiền bối không đất bằng quảng, tùy tiện đem hắn phóng tới cái nào là được rồi a. À. Sau khi cúp điện thoại, Tống Thư Hàng vội vàng phòng y tế chạy tới ở trong quá trình chạy trốn hắn hồi tưởng lại cùng thất sinh phù tiền bối trò chuyện bạch tiền bối tựa như là thất thần cũng rất giống là bế quan chờ hạ bế quan không thể nào tống thư hàng trong lòng thầm kêu không ổn nếu như là bế quan cũng không biết bạch tiền bối là bế trường quan vẫn là bế ngắn quan nếu như là thời gian ngắn bế quan tỉ như bế cái mấy canh giờ cái gì vẫn còn tốt nhưng nếu như bạch tôn giả một hơi bế cái đã nhiều năm vậy liền không tốt lắm Tống Thư Hàng vẫn luôn rất có tự mình hiểu lấy. Hắn bây giờ lập tức liền đứng trước, tam phẩm tấn tứ phẩm, thiên kiếp, tốt nhất có thể tìm tiền bối qua đưa cho hắn hộ pháp. Tô Thị A thập lục tại Tô Thị A thất thủ hộ dưới, còn từng thất bại qua một lần. Tống Thư Hàng nếu như tự mình một người độ kiếp, vạn nhất xảy ra vấn đề nhất định phải chết. Dưới tình huống bình thường, Tống Thư Hàng khi độ kiếp, Bạch Tôn Giả rất có thể sẽ thủ hộ ở một bên, cho hắn hộ pháp. Nhưng nếu Bạch Tôn Giả muốn bế trường quan, khi độ kiếp, muốn tìm ai cho hắn hộ pháp mới tốt. Lúc đầu tống thư hàng độ kiếp, có hai đầu kim đại thối có thể trèo trống. Một là linh quỷ diệp tư, nàng có ngũ phẩm cảnh giới, ở trong thiên kiếp có thể giúp tống thư hàng. Hai là bạch tôn giả, thất phẩm tôn giả, vạn nhất thiên kiếp bật hách, bạch tôn giả cũng có thể xuất thủ phá hủy thiên kiếp. Hiện tại, hắn độ kiếp mạnh nhất hai cái bắp đùi, liên tiếp bế quan, lại thêm cái kia hai tấm mệnh phù cùng thất hoàng diệu quả hạt giống. Tống Thư Hàng hoài nghi chính mình có phải hay không phải đối mặt một trận đại kiếp. Lúc này, hắn đột nhiên bắt đầu hoài niệm đồng quái tiền bối. Tống Thư Hàng chạy tới phòng y tế, đẩy cửa vào. Sau đó, hắn nhìn thấy thất sinh phù tiền bối chính bưng lấy một cái máy tính bảng, ở phía trên thật nhanh huy động lấy. Tống Thư Hàng ánh mắt, thấy được phía trên là rất bao nhiêu xinh đẹp tiên tử ảnh chụp. Trong đó, có mấy vị tiên tử tống thư hàng nhìn quen mắt tỷ như cửu châu nhất hào quần bên trong lệ chi tiên tử đông phương lục tiên tử lưu huỳnh tiên tử giang tử yên cô nương thậm chí ngay cả tô thị a thập lục cùng vũ nhu tử ảnh chụp đều có còn thật nhiều tống thư hàng chưa thấy qua nữ tu xem ra hẳn là tu chân giới nổi danh nữ tu ảnh chụp thất sinh phù tiền bối đây là thế nào đây là muốn chọn lựa song tu đạo nữ sao không đúng nếu như muốn tuyển chọn song tu đạo nữ vì sao lại có Giang Tử Yên cô nương ảnh chụp? Giang Tử Yên không phải là cùng dược sư song túc song phi sao? Đang lúc tống thư hàng trong lúc suy tư, thất sinh phù tiền bối vạch lên vạch lên, đột nhiên máy tính bảng bên trong xuất hiện một chương, bạch tôn giả, đầu đội mũ phượng, người mặc phượng bào ảnh chụp. Thất sinh phù tiền bối lập tức lệ rơi đầy mặt, cái nào âm hiểm ra hỏa, đem bạch tiền bối tấm hình này giấu đến quần trong album ảnh. Một bộ này ảnh chụp, tựa hồ là cửu châu nhất hào quần, quần cùng hưởng bên trong ẩn tàng phúc lợi văn bản tài liệu. Bên trong thu tập cửu châu nhất hào quần, bên trong tất cả nữ tu, cùng tu chân giới nổi danh nữ tu ảnh chụp. Chế tác cái này văn bản tài liệu chủ nhân, ước chừng cùng ngay lúc đó Hoàng Sơn chân quân ôm tâm tư giống nhau khi bạch tôn giả sau khi xuất quan, để trong đám đạo hữu cũng không có việc gì nhiều lật qua cái này album ảnh văn bản tài liệu, tăng cường một chút sức miễn dịch cái gì. Mặc dù cũng không biết phương pháp kia có hay không chứng dùng, nhưng bao nhiêu tin một điểm nhưng không biết cái nào trời đánh ra hỏa, ở cái này album ảnh văn bản tài liệu bên trong tăng lên bạch tôn giả ảnh chụp. Thất sinh phù tiền bối, ngài thế nào? Tống Thư Hàng hỏi. Nghe được Tống Thư Hàng thanh âm phía sau thất sinh phù phủ chủ mới khôi phục một chút. Hắn chấn định thả ra trong tay máy tính bảng, sau đó chỉ chỉ bạch tôn giả vị trí, hắn bây giờ căn bản không dám nhìn thẳng bạch tôn giả. Tống Thư Hàng nhìn về phía dựa vào ghế bạch tôn giả. Sau đó hắn liền phát hiện, hôm nay bạch tôn giả lộ vẻ đặc biệt trói sáng, liền phảng phất bên cạnh hắn tự mang, chớp lóe hiệu ứng, phong cách vẽ liền đặc biệt không giống bình thường. Bạch tiền bối mị lực lại không kiểm soát sao, Tống Thư Hàng vỗ chán nói. Đúng vậy a, à, thất sinh phù phủ chủ phiền muộn nói, trước một giây còn tại cùng ta trò chuyện độ kiếp trận pháp sửa chữa, một giây sau đột nhiên liền đi thần. Lại nói tiếp, cũng không biết có phải hay không là tiến vào bế quan trạng thái, bạch tôn giả trên người mị lực liền không bị khống chế khuếch tán ra tới. Cũng may, lần này hắn độ kiếp trận pháp bản dự thảo đã cùng bạch tiền bối sửa chữa không sai biệt lắm, còn lại hắn chỉ cần tìm chút thời giờ, cũng có thể chậm rãi hoàn thiện. Tống thư hàng tiến lên, đẩy bạch tôn giả, bạch tiền bối, tỉnh. Nhưng bạch tôn giả không có một chút phản ứng. Tống thư hàng thở dài phía sau lấy ra cái kia màu xanh lá, thiên lý truyền âm tiêu, sau đó dụng lực thổi lên nó món pháp bảo này là lúc trước hoàng sơn chân quân giao cho hắn dùng tới đón tiếp bạch tôn giả xuất quan về sau tống thư hàng một mực dùng nó đến khảo thí bạch tôn giả có phải hay không lại bế quan còn có muốn bế quan bao lâu thời gian rất nhanh màu xanh lá tiểu tiêu bên trong truyền đến bạch tôn giả thanh âm nhu hòa từ từ người tốt nơi này là a bạch bế quan chỗ khoảng cách bế quan kết thúc còn có hai bảy ngày bốn canh giờ mời kiên nhẫn chờ đợi thật bế quan a Tống Thư Hàng đậu đen rau muốn nói. Bất quá còn tốt, Bạch Tôn giả lần này bế chính là một tháng tiểu quan. Một tháng lời nói, lấy Tống Thư Hàng hiện tại tốc độ tu luyện, hẳn là còn không có tiến hành độ kiếp mới đúng. Dù sao, tại không có tác tốt độ kiếp chuẩn bị trước, Tống Thư Hàng gần nhất lúc tu luyện, đều lấy rèn luyện thân thể làm chủ, tinh tu các loại đao pháp, pháp thuật. Đối với tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tu luyện cũng rất khắc chế. Người khác độ kiếp, Kéo cái một năm nửa năm đều không là vấn đề Tống thư hàng cảm giác mình kéo cái một tháng hẳn là thỏa Tiếp gần một tháng bế quan Thư hàng tiểu Hữu Người nghĩ biện pháp cho bạch tiền bối tìm bế quan chỗ đi Thất sinh phù phủ chủ nói Đồng thời ánh mắt của hắn lướt về phía tống thư hàng Quả nhiên thư hàng tiểu hữu đối bạch tiền bối mị lực sức miễn dịch Xa cao hơn nhiều cửu châu nhất hào quần đạo Hữu Hiện tại hắn cũng không dám nhìn thẳng bạch tôn giả Tống Thư Hàng lại không vấn đề quá lớn chỉ là có thể cảm thấy Tống Thư Hàng nhịp tim hơi có chút gia tốc, nhưng hoàn toàn ở có thể trong phạm vi khống chế. Có lẽ, Bạch Tôn giả lần bế quan này phía sau cùng Tống Thư Hàng ở chung một chỗ mấy tháng lâu, cũng không phải là ngẫu nhiên. Tống Thư Hàng nói, nhưng là muốn đem Bạch Tiền bối chuyển đi nơi nào bế quan. Muốn đem đến dược sư mua cái kia trong chàng lâu sao. Nhưng luôn cảm giác nơi đó không phải cái thích hợp bế quan chỗ. Mà lại, nơi nào là khu dân cư, vạn nhất bạch tiền bối đang bế quan lúc náo ra cái động tĩnh lớn, cũng không tốt lắm. Giao chỉ bí cảnh ngược lại là chỗ tốt, nhưng là quá xa. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Có, Tống Thư Hàng thu hồi, thiên lý chuyển âm tiêu, sau đó hắn tóm lấy bạch tiền bối, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem bạch tôn giả chuyển rời đến, hạch tâm thế giới, bên trong đi. Cong 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 con ông khi Tống Thư Hàng đem bạch tôn giả chuyển rời đến hạch tâm thế giới thời điểm, chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một trận ông ông tiếng kiếm reo. Tống Thư Hàng trong lòng tuôn ra dự cảm không ổn. Hắn đưa tay chộp một cái, đem vô hình đao cổ tế ra. Thông qua cùng vô hình đao cổ ở giữa liên hệ, hắn lập tức minh bạch, lúc này ở trong phòng y tế, có mấy chục con vô hình kiếm cổ tại du tẩu. Mà tại giáo học lâu bên ngoài, còn sót lại hơn 900 con chín hình kiếm cổ, bởi vì đã mất đi tự chủ bạch tôn giả khí tức phía sau xa vào đến nôn nóng trạng thái. Phọng Thiên, Tống Thư Hàng nói, thất sinh phù tiền bối, người có hay không có thể làm cho, vô hình kiếm cổ, hiện hình phù bảo cái gì. Trên thế giới này liền không có loại công năng này đồ chơi. Thất sinh phù phù chủ đạo mẹ chứng, hắn cũng là vừa biết, bạch tôn giả bên người lại còn ẩn giấu đi nhiều như vậy vô hình kiếm cổ, hoảng hốt. Thế là, Tống Thư Hàng lại đành phải đem bạch tôn giả từ, hạch tâm thế giới, bên trong phóng thích ra ngoài. Nhất định phải giải quyết này một ngàn chỉ vô hình kiếm cổ, mới có thể đem bạch tôn giả thuận lợi chuyển di. Bằng không mà nói, một ngàn con vô hình kiếm cổ nháo đằng, sẽ rất phiền phức. Cảm ứng được tự chủ bạch tôn giả sau khi xuất hiện, cái kia một ngàn con vô hình kiếm cổ lại khôi phục bình tĩnh. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau hắn một tay dựng trên người bạch tôn giả, sau đó lên tiếng nói các người đều nghe cho kỹ, ta một hồi muốn đem bạch tiền bối đưa vào đến bế quan chỗ, các người thông chi đồng bạn, y theo trình tự tiến vào bạch tôn giả 3 mét phạm vi bên trong, ta thử một chút đem bọn người từng nhóm trước chuyển rời đến bế quan chỗ, cùng bạch tôn giả ở chung một chỗ. Vô hình kiếm cổ trí tuệ trình độ cũng không tính thấp, hẳn là có thể lý hiểu hắn lời nói mới đúng. Ông ông ông, trong hư không, cái kia tiếng kiếm gieo trầm thấp xuống. Một lát sau, Tống Thư Hàng thử làm dùng ý niệm, trực tiếp đem Bạch Tôn Giả bên người 3 mét phạm vi bên trong, sinh vật rời vào đến hạch tâm thế giới. Hắn cũng không biết có thể hay không đem không thấy được, vô hình kiếm cổ, chuyển di, dù sao hắn hoàn toàn không cảm ứng được vô hình kiếm cổ. Bất quá hắn thành công. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút về sau, Bạch Tôn Giả 3 mét phạm vi bên trong chỗ có vô hình kiếm cổ toàn bộ bị đi vào đến hạch tâm thế giới. Càng làm cho Tống thư hàng cảm thấy hứng thú chính là Vô hình kiếm cổ tiến vào, hạch tâm thế giới, phía sau tống thư hàng liền có thể nhìn thấy bọn chúng. Hạch tâm thế giới, là thuộc về tống thư hàng thế giới. Trong cái thế giới này, không có bất kỳ vật gì có thể tránh né mắt của hắn mục. Kể từ đó tống thư hàng thuận lợi từng nhóm, đem một ngàn con vô hình kiếm cổ toàn bộ đưa vào đến hạch tâm thế giới. Tiếp đó, lại đem bạch tôn giả cũng đưa vào đến hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới, hoạt viền bên cạnh. Bạch tôn giả bản năng ngồi xếp bằng, một ngàn con vô hình kiếm cổ hộ chủ, đem hắn đoàn đoàn bao vây, không cho bất kỳ vật gì tới gần bạch tôn giả. Giải quyết hết thảy phía sau tống thư hàng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tiếp theo vấn đề tới, bạch tôn giả đột nhiên bế quan, cái kia một hồi phía sau ai dẫn hắn đi nộp tiền bảo lãnh bị thiên nhai tử đạo trưởng bắt đi, thiếu nữ đâu? Hắn độ kiếp trận pháp còn muốn cái kia, thiếu nữ hỗ trợ a. À? Thất sinh phù tiền bối ngài biết thiên nhai tử đạo trưởng hiện tại ở đâu sao? Tống Thư Hàng chờ đợi hỏi. Thất sinh phù phủ chủ, lắc đầu. Vọng thiên, bất hạnh a à? Tống Thư Hàng thở dài. chương 1007, mất đi kim đại thối ta chỉ có thể bán chân cá sấu mưu sinh. Lúc đầu bạch tiền bối nói xong rồi muốn dẫn hắn đi tìm truyền công cuồng, thiên nhai tử đạo trưởng, chẳng ai ngờ rằng bạch tiền bối đột nhiên liền bế quan thất sinh phù phù chủ hỏi, người không có thiên nhai tử phương thức liên lạc sao? Ta không có tổn thiên nhai tử đạo trưởng dãy số. Đúng, ngư kiều kiều khả năng có lưu. Tống thư hàng lấy điện thoại cầm tay ra, vạch ra ngư kiều kiều dãy số. Thiên nhai tử đạo trưởng từng tại ngư kiều kiều trong biệt thự, ở qua một đoạn thời gian, cho nên, ngư kiều kiều hẳn là tồn qua điện thoại của hắn. Bấm ngư kiều kiều dãy số phía sau trong điện thoại di động truyền ra di động nhắc nhở cái kia từ tính thanh âm, thật xin lỗi, ngài chỗ gọi người sử dụng máy đã đóng sorry the gạch dưới number gạch dưới ưu gạch dưới dial gạch dưới is gạch dưới power gạch dưới off tống thư hàng Người muốn tìm ngư kiều kiều nàng hôm trước đi long vương điện đi bồi dưỡng ở nơi đó có kết giới cách trở không có điện thoại tín hiệu thất sinh phù phủ chủ đáp vọng thiên tống thư hàng thở dài sau đó lại trên điện thoại di động bắt đầu huy động ngư kiều kiều không có tín hiệu vậy cũng chỉ có tìm biệt tuyết tiên cơ Biệt tuyết tiên cơ cùng thiên nhai tử đạo trưởng là bạn tốt, nàng khẳng định có thiên nhai tử đạo trưởng dãy số. Điện thoại rất nhanh kết nối. Uy, Tống Đạo Hiếu, tìm ta có việc, biệt tuyết tiên cơ hỏi. Tống Thư Hàng dò hỏi, biệt tuyết tiên tử, ngài nơi đó có thiên nhai tử đạo trưởng phương thức liên lạc sao? Người tìm hắn chuyện gì? Không phải là tìm hắn truyền công A, à. biệt tuyết tiên cơ cười nói. Dĩ nhiên không phải, ta đối với mình tấn cấp tốc độ rất thỏa mãn, có thể không cần đến đạo trưởng truyền công. Chuyện là như thế này, trước đây không lâu, ta một vị ân, xem như đạo hữu đi. Ta cái vị kia đạo hữu bởi vì bắn một cái hỏa tiễn nguyên nhân, bị thiên nhai tử đạo trưởng mang đi. Ta hiện tại đang đánh thiên nhai tử đạo trưởng, chuẩn bị đem vị kia đạo hữu nộp tiền bảo lãnh đi ra. Tống Thư Hàng thở dài nói. Ha ha, thì ra là thế. Người bây giờ tại Giang Nam Đại học thành sao? Biệt tuyết tiên cơ hỏi. Đúng thế, Tống Thư Hàng đáp. Bạch Đạo Hữu cùng với ngươi sao?" Biệt Tuyết Tiên Cơ lại hỏi. "Đúng thế, Tống Thư Hàng tiếp tục đáp. "Ừm, ngươi vội vã nộp tiền bảo lãnh ngươi cái kia đạo hữu không?" "Không vội, chờ ta chừng 2 giờ, ta đến Giang Nam đại học thành Đông Đại môn tiếp ngươi." Biệt Tuyết Tiên Cơ nói, "Ta vừa lúc ở tiến về Giang Nam thành, muốn từ mấy vị đạo hữu cái kia lấy một số nguyên liệu nấu ăn. Tiện đường dẫn ngươi đi tìm Thiên Nhai Tử đi." Tống Thư Hàng nhìn đồng hồ, sau 2 giờ Đúng lúc là thứ ba tiết tan học. Buổi sáng hôm nay bọn hắn ban liền tam tiết khóa, về thời gian vừa vặn. Thanh, không có vấn đề. Biệt tuyết tiên tử ngươi nhanh tới trường học lúc, gọi điện thoại cho ta. Tống thư hàng nói. Được, vậy cứ như thế nói. Cúp trước, biệt tuyết tiên cơ nói xong, liền cúp điện thoại. Tống thư hàng nhẹ nhàng thở ra. Xong. Thất sinh phù phủ chủ xoa cầm nhìn qua tống thư hàng, vừa rồi đó là biệt tuyết tiên cơ thực tiên yến cái kia. Ừm, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Người cùng biệt tuyết tiên cơ nhận biết, thất sinh phù phủ chủ hiếu kỳ nói. Bởi vì bạch tiền bối nguyên nhân, tự cùng biệt tuyết tiên cơ lưu lại dãy số. Tống Thư Hàng giải thích nói. Thì ra là thế, biệt tuyết tiên cơ còn không hề từ bỏ. Thất sinh phù phủ chủ hiếu kỳ nói. Còn không có đâu, nghe nói nàng muốn tại trận này, thực tiên yến, thượng cùng bạch tôn giả quyết một cao thấp, nàng muốn chinh phục bạch tôn giả dạ dày. Tống Thư Hàng đáp, biệt tuyết tiên cơ chuẩn bị tại đầu tháng 10 thời điểm, tổ chức thực tiên yến. Mà Bạch Tôn Giả vừa rồi đột nhiên bế quan, bế quan thời gian là 27 ngày nói cách khác, Bạch Tôn Giả ngày mùng 6 tháng 10 mới xuất quan. Hy vọng Bạch Tôn Giả sẽ không bỏ qua trận này, thực tiên yến, đi. Một hồi nhìn thấy biệt tuyết tiên cơ lúc, tự cùng nàng nói một chút Bạch Tôn Giả bế quan sự tình, miễn cho nàng đem thực tiên yến an bài tại số 6 trước đó, bỏ qua Bạch Tôn Giả, cùng thất sinh phù phù chủ tạm biệt phía sau tống thư hàng trở lại phòng học vừa vặn lớp thứ hai tiếng chuông vào học vang lên thư hàng sư huynh người vừa rồi dùng như thế nào thời gian dài như vậy Thi La lị nhỏ giọng hỏi lúc này nàng chính thận trọng đem qua tử sắc gặm rơi đem hạt dưa thịt gặm đi ra đút cho trong ngăn kéo tước yêu tiểu thải tống thư hàng nói vừa rồi thất sinh phù tiền bối đột nhiên gọi điện thoại tới ta đi một chuyến chỗ của hắn bỏ ra chút thời gian A, à, Thi La Lị gật đầu nói, trước đó ngươi sau khi rời đi, anh nữ lão sư Smith giáo thụ đến tìm ngươi. Hắn hỏi ngươi đi đâu, sau đó hắn nói muốn hỏi một chút ngươi, từ nơi nào có thể mua được lợi hại điểm tiểu Pekinzis. Hãy cùng thư hàng sư huynh ngươi cái kia không sai biệt lắm lợi hại liền tốt. Tống thư hàng, thư hàng sư huynh ngươi chừng nào thì nuôi qua chó con sao? Thi La Lị hỏi, đây không phải là ta nuôi, là Hoàng Sơn tiền bối nhà đậu đậu nhanh kết hôn lấy chồng cái kia, Tống Thư Hàng nhếch lên một cái nha. Smith giáo thụ yêu thích trượt chó cùng du lịch, bất quá từ đến trường kỳ đến nghỉ hè, hắn đã đổi bốn cái uông. Cái thứ nhất uông đã tiến vào thiên đường, sau đó giáo sư đổi chỉ Becker kết quả, cái này Becker bị đậu đậu đánh ngã, giáo sư cùng ngày liền đem cái kia Becker cho trả hàng. Về sau, giáo sư lại đi đổi một đầu hung mãnh hỗn huyết chó Pitbull, đặc biệt uy mãnh. Kết quả, tại tống thư hàng quê quán bên cạnh Nhiêu Đỉnh Sơn đi dạo lúc, gặp được mang theo lý âm trúc cùng tiểu hòa thượng quả quả tống thư hàng. Cái kia nhìn như uy mãnh chó pitbull, bị tiểu hòa thượng dùng nhãn khiếu thiên phú hung hăng chừng một cái phía sau bị bị hù run lẩy bẩy. Giáo sư vừa trở về, liền đem cái kia uy mãnh chó pitbull cũng trả hàng. Lui cái kia cho pitbull phía sau giáo sư liền nghĩ tới tống thư hàng cái kia đem Becker đánh ngã Pekinzis. Thế là, hắn cũng đi mua chỉ Pekinzis tới. Nhưng là hắn phát hiện, mình mua Pekinzis có thể là chỉ giả Pekinzis, đánh nhau hoàn toàn không được, hơn nữa còn cùng test đi đồng dạng có nhật thiên, nhật địa, nhật không khí thói quen. Smith giáo thụ cảm giác tâm thật mệt mỏi, thế là muốn tìm tống thư hàng thỉnh kinh, đến cùng từ chỗ nào mới có thể mua được lợi hại Pekinzis. Há, là đậu đậu a à. Khó trách, thì la lị gật đầu nói. Một hồi sau khi tan học, ta cùng Smith giáo thủ giải thích một chút đi. Tống Thư Hàng nói, hắn chỉ có thể cùng giáo sư giải thích, cái kia Pekinzis cũng không phải là hắn nuôi, cho nên hắn cũng không biết muốn từ chỗ nào làm sức chiến đấu siêu cường Pekinzis. Chính thức nhập học, Thi La Lị đem qua tử xác thu thập đến một đầu trong túi giấy, lại đem không có lột hạt dưa cất kỹ. Sư phụ, buổi trưa ta muốn rời khỏi một chút, lúc này, tước yêu tiểu thải nhỏ giọng nói. Tống Thư Hàng, lại muốn đi siêu độ sao? Hừm. Đông Phương trưởng lão nói nàng tìm được một nhóm vong hồn, là một nhà bệnh viện. Khoảng cách thoáng có chút xa, đến lúc đó nàng lái xe tới đón ta. Ban đêm ta khả năng cũng sẽ chậm một chút về nhà. Tiểu thải đáp, tống thư hàng, lái xe, Đông Phương lục tiên tử đã một lần nữa làm bằng lái sao. Không có đâu, Đông Phương trưởng lão kỵ xe điện tới đón ta. Tiểu thải cười nói, trên đường cẩn thận, tống thư hàng nhỏ giọng nói, có Đông Phương lục tiên tử làm bạn, ngược lại cũng không cần lo lắng tiểu thải đột nhiên gặp gỡ bắt yêu nhân, bị bắt đi loại hình. Thật vất vả ứng phó xong suýt giáo thụ, thứ đến thứ ba đường tiết sau khi kết thúc, Tống Thư Hàng mang theo thi la lị cùng tước yêu tiểu thải, sau đó cùng mấy người bạn cùng phòng hướng đông cửa trường bước đi. Trong khoảng cách buổi trưa còn có chút thời gian, muốn đi đâu chơi đùa không? Thổ ba hỏi, trước chờ ta đi viết xong một thiên đổi mới đi, ta không có tồn cảo. Cao mỗ mỗ thở dài nói. Từ khi lần trước đập xong mặt pháp chi chiến phía sau hắn đang len lén viết sự tình, mấy người bạn cùng phòng đều biết. Cao mỗ mỗ cũng không còn lén lút đuổi bản thảo. Tốt a, à, vậy chúng ta đi trước dương đức cái kia, ta chơi một lát trò chơi, lão cao người viết. Thư hàng, người thì sao? Thổ ba nhìn về phía tống thư hàng hôm nay tống thư hàng tồn tại hảo cảm thấp, luôn có loại không để ý liền sẽ đem hắn quên cảm giác. Ta đi cấp mọi người tìm một chút ăn ngon đi, tống thư hàng cười nói một mình ngươi muốn người cùng ngươi không cao mỗ mỗ hỏi đang khi nói chuyện phía trước có một cỗ siêu pơ cúp lấy tốc độ cực nhanh lao đến sau đó một cái xinh đẹp vung đuôi đứng ở tống thư hàng đám người trước mặt siêu pơ cúp thượng mỹ nhân đùi phải bước ra dẫm bắp đùi thon dài để cho người ta nhìn mà trợn tròn mắt nha thư hàng đông phương lục tiên tử cười hì hì hướng tống thư hàng vẫy vẫy tay thổ ba không mang theo dạng này a à? hắn vừa mới vì Tống Thư Hàng muốn một thân một mình đi mua đồ ăn, không nghĩ tới người ta là mỹ nhân ước hẹn. Ta tới đón tiểu thải, Đông Phương Lục Tiên Tử nói. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu một cái. Tiểu thải đập cánh, bay đến Đông Phương Lục Tiên Tử trên bờ vai. Bái bai Đông Phương Lục Tiên Tử phất phất tay, chân dài đạp một cái, siêu pơ cúp xe chạy bằng điện gào thét lên, siêu một chút, hướng nơi xa vò tới. Nhìn chiếc này siêu pơ cúp tốc độ, tuyệt đối bị cải tạo qua hy vọng đừng ra tai nạn giao thông tống thư hàng trong lòng âm thầm cầu nguyện a à, nàng không là tới đón ngươi sao thổ ba nghi ngờ nói hừm không phải tống thư hàng gật đầu nói thổ ba nhẹ gật đầu sau đó lại hỏi thư hàng cái kia muốn người cùng ngươi đi mua cơm chưa sao đang khi nói chuyện một đám người đi tới giang nam đại học đông đại môn sau đó một cỗ bi tổ đứng ở ba người bên người thư hàng lên xe Biệt tuyết tiên cơ hạ xuống cửa sổ xe, cười hướng Tống Thư Hàng ngóp nói. À, Tống Thư Hàng ngắm nhìn biệt tuyết tiên cơ bi tổ, hắn còn tưởng rằng biệt tuyết tiên cơ là ngựa kiếm phi hành tới được, không nghĩ tới lại là lái xe tới. Cái kia, thổ ba, các ngươi đi trước dương đức loại kia ta. Chờ giữa chưa ăn cơm lúc, ta mang cơm chưa trở về. Thì, người muốn cùng ta trả lại hết là cùng cao mỗ mỗ bọn hắn cùng một chỗ. Tống Thư Hàng hỏi. Hưng ta cùng thư hàng ca ca cùng một chỗ đi." Thi híp mắt cười nói. "Màu đỏ bi tô một lần nữa khởi động, càng đi càng xa." Thổ Ba xoa cằm, "Ngọa Thảo, kết quả vẫn là cùng mỹ nhân chạy mất." Thiệt thòi ta còn cảm giác phải bồi thư hàng đi mua cơm trưa, mã trứng. "Ha ha ha ha, cao mỗ mỗ cười ha ha một tiếng, đi thôi, đi trước Dương Đức nhà đi." Trong chúng ta buổi chưa có lộc ăn. Cao mỗ mỗ xuyên thấu qua cửa sổ xe lúc thấy được trong xe biệt tuyết tiên cơ. Hắn nhận ra biệt tuyết tiên cơ, lần trước tại ngư kiều kiều biệt thự làm khách lúc, chính là nàng làm một bàn thức ăn ngon, hiện đang hồi tưởng lại đến cao mỗ mỗ còn đầy miệng nước bọt. Nếu như giữa trưa là vị này gọi, biệt tuyết, đầu bếp tự mình xuống bếp, bọn hắn liền có lộc ăn. Bi tổ bên trên, biệt tuyết tiên cơ vừa lái xe, một bên ngâm nga bài hát, tựa hồ tâm tình không tệ. Đúng rồi, bạch đạo hữu đâu, Biệt Tuyết Tiên cơ hỏi: "Bế quan, Tống thư hàng nói: "A, à, Biệt Tuyết Tiên cơ xoay đầu lại, ngươi không phải nói hắn cùng với ngươi sao?" hừm buổi sáng thời điểm còn cùng một chỗ." Kết quả đột nhiên liền bế quan, Tống thư hàng hồi đáp. Biệt Tuyết Tiên cơ khóe miệng co giật, lần này hắn muốn bế bao lâu? Hắn không phải là tại trốn tránh ta đi. 27 ngày nửa, đoán chừng ngày mùng 6 tháng 10 tả hữu xuất quan, Tống thư hàng trả lời. "Tốt a." À? cái kia đến lúc đó ta đem thực tiên yến an bài tại ngày mùng 7 tháng 10, gọi hắn không nên bỏ qua. Bỏ qua lần này thực tiên yến, cả đời này hắn cũng đừng nghĩ lại ăn đến tải nấu nướng của ta. Biệt tuyết tiên cơ cắn răng nói. Được, Tống Thư Hàng cười nói. Đúng rồi, người cái kia hành mầm còn gì nữa không? Biệt tuyết tiên cơ lên tiếng hỏi. Một tắc thu nhỏ trong túi thông nương nghe nói như thế, lập tức cảm giác hành ngọn bộ vị ẩn ẩn thấy đau. Có một ít, Tiền cơ người muốn bao nhiêu, Tống Thư Hàng hỏi lần trước thông nương cuồng bạo qua đi, không ngừng sử dụng lợi hành ra khỏi vỏ kỹ năng. Tống Thư Hàng trong tay tích lũy không ít hành mầm. Đúng, còn có thông nương ba đầu sáu tay, Thiên Phú pháp thuật. Sau khi dùng xong hội rơi hai cây hành ngọt, rất có lời. Đáng tiếc thông nương hay dùng một lần, liền không có gặp nàng lại dùng qua. Có bao nhiêu ta muốn hết, đến lúc đó cùng ngươi kết toán đi. Biệt viết tiền cơ hữu khí vô lực nói nàng lộ vẻ rất mất mát vốn cho là đến Giang Nam địa khu, năng hòa bạch tôn giả chạm mặt. Không nghĩ tới đối phương bế quan, tâm tình của nàng lập tức xa sút đến thung lũng. Đúng rồi, biệt tuyết tiền bối, người có thu hay không đặc thù loại nguyên liệu nấu ăn? Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi. Thu, biệt tuyết tiền cơ miễn cưỡng nói, bất quá, ánh mắt của ta rất cao. Phổ thông tu sĩ cho rằng, đặc thù nguyên liệu nấu ăn không nhất định có thể vào ta mắt. Ta có một đầu chân cá sấu là rất đặc thù chủng loại. Cái kia cự ngạc khi còn sống thực lực tại lục phẩm tả hiếu, hoặc là... Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nói chính là ở trong cấm địa, cái kia đơn giản là lớn lên xấu, bị bạch tiền bối tu một pháo oanh chết đầm lầy cự ngạc chân sau. Cự ngạc thân thể đã bị oanh thành mảnh vụn, liền một cái bắp đùi lúc ấy rơi tại Tống Thư Hàng trước mặt, bị Tống Thư Hàng thuận tay nhặt lên. Cho ta xem một chút, biệt tuyết tiên cơ sinh ra điểm hứng thú, lục phẩm cấp bậc yêu ngạc có thể khó đối phó thể tích so sánh lớn trong xe không bỏ xuống được tống thư hàng nói biệt tuyết tiên cơ mắt nhìn bốn phía sau đó nàng một cước chân ga bito ngoặt một cái lái vào một đầu hẻm nhỏ sau đó tiên cơ đưa tay tại bito đài điều khiển thượng nhấn một cái nguyên bản tiểu xảo bito một trận biến hóa biến thành một chiếc tiên thuyền tiên thuyền đằng không mà lên nội bộ không gian như giống như thổi khí cầu banh ra ra đến cho ta xem một chút biệt tuyết tiên cơ hỏi tống thư hàng từ vòng tay pháp khí bên trong đem cây kia cự ngạc chân sau lấy ra ngoài bạch tiền bối tu nói qua cái đồ chơi này không có độc có thể ăn bất quá bạch tiền bối tu lúc ấy trên nó xấu biệt tuyết tiên cơ đưa tay tại cái này chân cá xấu thượng vẽ tay sau đó đưa tay nhẹ nhàng sao động đáng tiếc chỉ có một con chân cá xấu Biệt tuyết tiên cơ nói, thứ này ta thu, người muốn cái gì thù lao. Ta nghĩ nếm thử cái này chân cá xấu. Tống Thư Hàng nói, chương 1008, cản đường tỏ tình. Từ đạt được cái này chân cá xấu lúc, Tống Thư Hàng liền nghĩ qua tìm biệt tuyết tiên cơ đem cái này chân cá xấu chế thành mỹ vị, v kép, 2. Biệt tuyết tiên cơ cười nheo mắt lại, người ngược lại là khôn khéo nói thật, cái này chân cá xấu, bây giờ tu chân giới trừ ta ra, có thể xử lý nó tiên trù, không cao hơn 10 cái. Bất kể là yêu thú vẫn là dùng ăn loại linh thú, cùng phổ thông thú loại khác biệt, không có khả năng trực tiếp nướng liền ăn. Linh thú còn tốt điểm, yêu thú, bọn chúng trong thân thể ẩn chứa, yêu lực, cùng tu sĩ, chân khí, linh lực là hoàn toàn khác biệt lực lượng. Trực tiếp ăn yêu thú, làm không cẩn thận hội bảo thể mà chết. Cho nên, đạt được chân quý yêu thú nguyên liệu nấu ăn, tốt nhất là tìm một cái tiên chủ đưa nó xử lý, biến thành tiên đồ ăn. Bất quá, cái này chân cá sấu ta cần một bộ phận, ước chừng cần hai phần ba nhiều. Biệt tuyết tiên cơ lên tiếng nói. Đầu này chân cá sấu rất lớn, coi như còn lại một phần ba số lượng, cũng đầy đủ tống thư hàng ăn quá no đến. Thành, cái kia hai phần ba chân cá sấu coi như thành là mời biệt tuyết tiền bối xuất thủ thù lao. Tống thư hàng gật đầu nói. Hắn liền muốn nếm thử cái này, chân cá sấu, hương vị. Nếu như có thể mà nói, lại lưu một bộ phận cho mấy vị quan hệ hơi tốt đạo hữu nếm thử hương vị. Cái này chân cá sấu rất chân quý, thân là tiền bối, ta lại không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Biệt Tuyết Tiên cơ nói, như vậy đi, ngoại trừ đem chân cá sấu chế tác thành tiên đồ ăn bên ngoài, ta lại ngoài định mức làm một bàn có thể cung cấp người bình thường dùng ăn phổ thông linh thực đi. Biệt Tuyết Tiên cơ cũng sẽ sử dụng phổ thông nguyên liệu nấu ăn gia tăng một chút tu chân nguyên liệu nấu ăn, tinh chế ra một bàn có thể làm cho người bình thường dùng ăn món ngon vậy ta liền không khách khí. Tống thư hàng đạo vừa vặn đã đáp ứng cho thổ ba bọn hắn mang dừng lại cơm chưa trở về. Nếu như là biệt tuyết tiên cơ tự tay chế tác món ngon, ba cái bạn cùng phòng cũng coi là có lộc ăn. Nguyên bản ngồi ở tống thư hàng chỗ ngồi phía sau, thơ, lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng nàng lần thứ nhất cảm giác, hầu ở tống thư hàng sư huynh bên người coi như không tệ. Biệt tuyết tiên cơ chủ nghệ, đại bộ phận tu sĩ chỉ có thể thông qua, thực tiên yến, danh ngạch đi hưởng thụ, mà từ đi theo tống thư hàng sư huynh phía sau người, tựa hồ tổng có cơ hội nếm đến biệt tuyết tiên cơ chủ nghệ. Vậy ngươi mở ra tiên thuyền, mục đích nhìn hướng dẫn, ta đã thiết lập tốt. Ta trước đem cái này chân cá xấu xử lý một chút. Biệt tuyết tiên cơ nhắc lên cái này đại ngạc chân nói. Yêu thú dùng để làm nguyên liệu nấu ăn trước đó, cần một hệ liệt dườm già trình tự, đem bên trong yêu lực chuyển hóa, cũng cam đoan nó dùng ăn hiệu quả. Phải bao lâu, Tống Thư Hàng hỏi. hừm nhìn tình huống đi, loại này chân cá xấu ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bình thường tới nói, lục phẩm trở lên yêu thú nguyên liệu nấu ăn, thể nội yêu lực chuyển hóa ước chừng phải một ngày tầm đó. Biệt tuyết tiên cơ nói, không, tiên cơ ta hỏi chính là ngươi xử lý chân cá xấu cần muốn bao lâu thời gian. Ta mở tiên thuyền không phải rất nhuần nhuyễn, Tống Thư Hàng nói. Hắn liền nhìn qua các vị tiền bối mở qua tiên thuyền, ước chừng thao túng trình tự là biết, nhưng thực tình không quá quen rất nhanh người nghiêm túc mở tiên thuyền đi thôi ta xử lý xong sau liền tiếp nhận tiên thuyền thao tác biệt tuyết tiên cơ nói rứt lời nàng dẫn theo to lớn chân cá sấu tiến vào tiên thuyền hậu phương một cái trong khoang thuyền xử lý cái này chân cá sấu biệt tuyết tiên cơ tâm tốt rộng thư hàng sư huynh người sẽ không lật xe a à. thơ la lị nhỏ giọng hỏi yên tâm đi sư huynh của người ta kỳ thật cũng đã lái qua tiên thuyền mà lại ta còn có máy bay bằng lái trên không trung bay không làm khó được ta." Tống thư hàng dứt lời, lại bồi thêm một câu, "Mà lại chúng ta tầng trời thấp phi hành, thật muốn lật thuyền cũng quẳng không thương." Thơ La Lị Yên lặng nhẹ gật đầu. Lúc này, ngay tại biệt viết tiên cơ tiên thuyền thông hướng truyền công cuồng thiên nhai tử đạo trưởng phải qua trên đường. Có một vị người mặc hắc bạch song sắc đạo bào nam tử, đứng yên ở trong hư không. Hắn tướng mạo anh tuấn, dáng người thon dài, khí chất xuất trần tóc thật dài bị một cái băng tóc quấn lấy, xem xét chính là nhân trung chi long. Mặt khác không biết có phải hay không sai chìm, vị này khí chất xuất trần nam tử, trong lúc mơ hồ cùng, bạch tôn giả tựa hồ có chút rất giống. Biệt tuyết tiên cơ còn chưa tới sao, vị này khí chất xuất trần nam tử nhàn nhạt hỏi. Hồi thiếu chủ, tiên cơ trước đó đi đón một vị tiểu hữu nửa đường tiêu hao một chút thời gian. Tại vị này khí chất xuất trần phía sau nam tử, có một vị khuôn mặt thật thà nam tử trả lời tiên cơ còn bao lâu nữa mới đến. Khí chất xuất trần nam tử, trên mặt ẩn ẩn có chút khẩn trương chi sắc. Chỉ là hắn tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Dự tính tiên cơ tại 2 phút đồng hồ sau đến, cái kia thật thà nam tử trả lời. Rất tốt, hoa tươi chuẩn bị, tại tiên cơ tiên thuyền đến lúc, đem hoa tươi đại đạo trải tới. Lần này, ta nhất định phải cùng biệt tuyết tiên cơ kết thành song tu đạo lữ. Khí chất xuất trần nam tử nói. Hắn là biệt tuyết tiên cơ người theo đuổi, từ khi nghe nói biệt tuyết tiên cơ cố ý muốn tìm một vị song tu đạo lữ phía sau hắn vẫn tại hành động. Chỉ là hắn từng mấy lần hướng biệt tuyết tiên cơ cầu hôn, nhưng tiên cơ một mực không có trả lời hắn. Về sau hắn nhiều mặt nghe ngóng, hiểu rõ đến biệt tuyết tiên cơ từng nhìn chúng tu sĩ giới thứ nhất Mỹ Nam Tử, Bạch Trân Quân, tin tức. Tại biết biệt tuyết tiên cơ ưa thích có thể là, Bạch Trân Quân, loại hình phía sau hắn vẫn tận lực đem chính mình hướng, Bạch chân Quân, loại hình bồi dưỡng. Nhiều năm phía sau hắn hôm nay, đứng yên hư không lúc, cùng Bạch chân Quân có hai điểm rất giống. Hiện tại ta, nhất định đã biệt tuyết tiên cơ ưa thích loại hình. Mà lại nghe nói qua, từ khi lúc trước Bạch chân Quân cự tuyệt biệt viết tiên cơ xong tu thỉnh cầu phía sau tiên cơ liền rốt cuộc không có ở, thực tiên yến, thượng mời Bạch chân Quân. Cho nên, nàng và Bạch chân Quân ở giữa đã không thể nào. Chính là ta thừa lúc vắng mà vào, cầm xuống biệt tuyết tiên cơ thời điểm, khí chất xuất trần nam tử thầm nghĩ trong lòng thiếu ra, biệt tuyết tiên cơ tiên thuyền tới lúc này cái kia thật thà nam tử lên tiếng nói rất tốt hoa tươi đại đạo trải âm nhạc vang lên khí chất xuất trần nam tử ra lệnh sau một khắc trong hư không có vô số cánh hoa tung bay rơi xuống trong hư không tạo thành một đầu hoa tươi đại đạo những này hoa tươi cũng không phải là thật sự cánh hoa mà là một loại pháp thuật hiệu quả tiếp đó lại có một trận êm tai âm nhạc vang lên khí chất xuất trần nam tử khóe miệng có chút dương lên lộ ra một cái tự nhận là tuyệt nhất mỉm cười sau đó hắn hướng phía cái kia chiếc tiên thuyền ninh đón tiếp lấy chính đang điều khiển tiên thuyền tống thư hàng một mặt mộng bước đột nhiên xuất hiện hoa tươi đại đạo dọa hắn nhảy một cái hắn kém chút cho là có ai muốn tập kích chiếc này tiên thuyền ngay sau đó lại có một trận âm nhạc vang lên âm nguyên là từ nơi không xa một mảnh trong đám mây trắng chuyển ra hiển nhiên có một chi giàn nhạc dấu ở trong đám mây trắng thổi kéo đàn hát ngay sau đó, lại có một vị khí chất xuất trần nam tử hiện thân, ngăn tại tiên thuyền cách đó không xa. Tống Thư Hàng liếc nhìn nam tử này lúc, liền cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhưng hắn rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy nam tử này. Đối phương chân đạp hư không mà đi, là một vị ngũ phẩm linh hoàng trở lên tu sĩ. Lúc nào giang nam địa khu biến như thế phồn hoa, ngũ phẩm kim đan linh hoàng, vậy mà đầy đất đều là. Phải biết cỡ chung trong môn phái, Ngũ phẩm linh hoàng đều có thể trở thành trưởng lão loại hình tồn tại. Đang lúc tống thư hàng nghi hoặc thời khắc trước mặt phía kia khí chất xuất trần nam tử khí vận đan liền trầm giọng nói, biệt tuyết tiên tử, tại hạ thường viễn tử chúng ta lại gặp mặt. Tống thư hàng xoay đầu lại đối trong phòng bếp kêu lên, biệt tuyết tiền bối tìm ngươi, vội vàng đâu, đừng phiền ta. Biệt tuyết tiên cơ thanh âm trả lời, tống thư hàng cách đó không xa thường viễn tử thâm tình nói, biệt tuyết tiên tử thời gian như nước chảy, trong nháy mắt chính là 4 năm thời gian trôi qua. Nhưng tiền cơ dung mạo của ngươi, nhất cử nhất động của ngươi đều rơi ở trong đầu của ta, bồi bạn ta mỗi một cái tịch mịch ban đêm. Tống Thư Hàng cảm giác toàn thân nổi ra gà, biệt tuyết tiền bối, làm sao đáp lại hắn. Quá buồn nôn, còn có, mỗi cái tịch mịch ban đêm nhớ tới biệt tuyết tiên cơ là mấy cái ý tứ. Người tự mình xử lý, đừng có lại phiền ta, nếu không, cũng đừng trách ta nổi giận biệt tuyết tiên cơ cả giận nói tống thư hàng một mặt mộng bức cái gì gọi là ta tự mình xử lý a à, đây là có người hướng ngài tỏ tình a à. ta có thể xử lý như thế nào a à? xa cách từ lâu bốn năm sau ta có một bài thơ muốn hiến cho biệt tuyết tiên tử lúc này thường viễn tử thanh ho một tiếng bắt đầu niệm tụng a à, biệt tuyết tiên tử nếu như ngươi là trời xanh cái kia ta chính là trời xanh bên trong mây trắng đem trời xanh tô điểm nếu như ngươi là minh nguyệt cái kia ta chính là đầy trời sao trời, như là chúng tinh cùng nguyệt, đưa ngươi phụ trợ. Nếu như, ngươi là một đóa hoa, vậy ta muốn làm một đầu cần cù tiểu ong mật, tại bên cạnh ngươi bay múa hút mật. a à, ta là như thế yêu ngươi. Mã thiểu năng trí tuệ, tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Đủ loại này phá thơ, ra hỏa này là từ đâu làm tới được. Hiện tại học sinh trung học viết thư tình, cũng sẽ không dùng loại này cách thức có được hay không. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, đối diện cái kia thường viễn tử sau lưng cái kia một mặt thật thà nam tử chính nhín cười nhẫn thật vất vả dáng vẻ một mực chờ thường viễn tử niệm xong thơ sau cái kia một mặt thật thà nam tử vuốt vuốt mặt mình khôi phục cái kia một mặt nụ cười thật thà sau đó hắn lặng lẽ đi vào thường viễn tử bên người thiếu chủ thiếu chủ người niệm sai thơ người nên muốn niệm cái kia thủ cáo biệt tuyết tiên tử thơ mới đúng nam tử cười ngây ngô nói a à, thường viễn tử một mặt mộng bức Tống Thư Hàng nhìn qua cái này một mặt thật thà nam tử, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Ta vừa rồi đọc không phải cáo biệt tuyết tiên tử thơ sao? Thường viễn tử nghi ngờ nói. Không phải, thiếu chủ, người vừa rồi đọc là nguyên bản muốn gửi cho biệt tuyết tiên cơ thư tình. Chất phác nam tử nghiêm túc nói. Thường viễn tử, cái kia cáo biệt tuyết tiên tử thơ đâu? Cái kia là thiếu chủ chính người cẩn thận từng ly từng tí cất xứ, ai cũng không cho nhìn qua, ta cũng không biết cụ thể là thế nào thơ a à, chất phác nam tử nói ngoạ thảo mặc kệ thường viễn tử phất phất tay sau đó hướng về phía tiên thuyền lớn tiếng kêu lên biệt tuyết tiên cơ ta yêu ngươi ta tốt yêu ngươi ta cả ngày lẫn đêm nghĩ đều là ngươi cùng ta xong tu đi không cần biệt tuyết tiên cơ thanh âm từ tiên trong thuyền phát ra thường viễn tử ta tỏ tình lại thất bại đúng vậy thiếu chủ ngươi lại tỏ tình thất bại bất quá không có quan hệ người có thể hóa bi thương vì động lực. Ngài nhìn, người ngũ phẩm tấn lục phẩm phẩm thiên kiếp mau tới. Đi trước chuẩn bị tấn cấp 3, chờ ngài tấn thăng lục phẩm chân quân lại đến hướng tiên cơ tỏ tình, xác suất thành công nhất định cao hơn. Chất phác nam tử nghiêm túc nói. chương 1009, thiên kiếp cải cách tiến hành lúc. Tống thư hàng thấy cảnh này, đều không biết phải nói gì mới tốt. Vị này, thiếu chủ, đến cùng là tu luyện thế nào đến ngũ phẩm cảnh giới? thậm chí đến độ kiếp nhanh trùng kích lục phẩm chân quân cảnh giới. chẳng lẽ nói tâm tư đơn thuần điểm người tấn cấp cũng tương đối nhanh. lúc này vị kia thật thà người hầu xa xa đối tống thư hàng lộ ra một nụ cười sán lạn. sau đó hắn bắt đầu thuần thục chỉ huy lên nhạc sĩ thu đội, hòa tươi pháp thuật cũng bị thu hồi. toàn bộ quá trình liền phảng phất cùng tập luyện qua đồng dạng. cái này cười thật thà ra hỏa, cắt tới mở tuyệt đối tất cả đều là đen. Tống Thư Hàng một lần nữa phát động tiên thuyền hiện tại, vị thiếu chủ này từ bỏ hướng biệt Tuyết Tiên Cơ tiếp tục cáo bạch, chuẩn bị rời đi, với hắn mà nói là chuyện tốt. Tiếp đó, hắn chỉ muốn tiếp tục điều khiển tiên thuyền, tiến về ở Thiên Nhai Tử, đạo trưởng vậy là được. Đang lúc Tống Thư Hàng trong lúc suy tư, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng khẽ kêu tiếng, tránh ra, phía trước tiên thuyền nhanh lên tránh ra. Thanh âm kia tựa hồ tại địa phương rất xa rất xa truyền đến, mà lại thanh âm này nghe làm sao có chút quen tai. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về phía sau lấy nhãn lực của hắn, mơ hồ nhìn thấy một cỗ siêu pơ cúc chính lấy hỏa tiến tốc độ hướng phía biệt viết tiên cơ tiên thuyền đánh tới. Không tốt, Tống Thư Hàng tê cả ra đầu. Có thể ở trên bầu trời bay siêu pơ cúc xe chạy bằng điện, thấy thế nào đều là đông phương lục tiên tử hiện tại tỏa giá. Đông phương lục tiên tử cưỡi hai cái bánh xe xe, vẫn như cố tử bỏ nàng cái kia, đường cái sát thủ, nghề nghiệp sao tỷ, ta tỷ a, à, ta cho là ngươi mở 4 cái bánh xe lúc mới đáng sợ, không nghĩ tới ngươi mở hai cái bánh xe vẫn là hung tàn như vậy. Super cúp xe chạy bằng điện càng ngày càng gần, sau đó, Tống Thư Hàng thấy được Super cúp thượng Đông Phương Lục Tiên Tử tiên tử cưỡi xe tư thế tương đối đặc biệt. Chỉ thấy Đông Phương Lục Tiên Tử một cước đạp ở trên đầu xe, một cái khác chân đạp tại Super cúp xe chạy bằng điện trên ghế ngồi. Cái này tư thế, tựa hồ là ngự kiếm phi hành tư thế ngoại trừ ngựa kiếm bên ngoài, liền chạy bằng điện xe gắn máy đều có thể, ngự, liền bay sao. Vẫn là nói kỳ thật chiếc này chạy bằng điện xe gắn máy nội tại, nhưng thật ra là một thanh phi kiếm, đến. Vọng thiên, chờ sau đó, bây giờ không phải là muốn nhiều như vậy thời điểm, hiện tại ta muốn làm chính là né tránh đông phương lục tiên tử, ngựa xe chạy bằng điện phi hành, va chạm. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng dùng hết toàn lực, kéo tiên thuyền thao túng đòn khiêng, cho ta kéo lên, tăng lên độ cao a a a. Tiên thuyền tại Tống thư hàng khống chế dưới, tăng lên độ cao. Dưới tình huống bình thường, tăng lên tới độ cao này phía sau vừa vặn có thể né qua Đông Phương Lục Tiên tử Super Cup mới là. Nhưng sau một khắc, để Tống thư hàng tuyệt vọng sự tình phát sinh. Sau lưng Đông Phương Lục Tiên tử, bởi vì không muốn xung đột nhau, nguyên nhân đồng dạng lựa chọn nổi lên độ cao. Tống thư hàng hốc mắt đều ẩm ướt. Sau đó không có sau đó đông phương lục tiên tử siêu pơ cúp xe gắn máy hung hăng đâm vào biệt tuyết tiên cơ tiên thuyền cái mông bên trên theo lý thuyết siêu pơ cúp xe chạy bằng điện thể tích cứ như vậy hơi lớn lực pha đập độ có hạn nhưng là đông phương lục tiên tử siêu pơ cúp motor bên trên tựa hồ kèm theo rất nhiều trận pháp biệt tuyết tiên cơ tiên thuyền bị đụng về sau đột nhiên xông về phía trước ngay phía trước một mặt thất tình trạng thái thường viễn tử bị biệt tuyết tiên cơ tiên thuyền đụng thẳng thiếu chủ cẩn thận một mực đang thiếu chủ bị đụng phía sau cái kia một mặt thật thà nam tử mới lên tiếng nhắc nhở thường viễn tử thân thể bị tiên thuyền đụng bay trên không trung liên tục lăn lộn đang lăn lộn quá trình bên trong hắn tựa hồ có chút không cách nào khống chế tự thân năng lượng oanh long 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 trên bầu trời có đen kịt một màu lôi vân bắt đầu ngưng tụ đám lôi vân này biến thành kiếp lôi bao phủ tại thường viễn tử đỉnh đầu. Sược Hoàn, Tống thư Hàng đạo thường viễn tử thiên kiếp vừa xuất hiện, Tống thư Hàng cảm giác tự thân khí tức cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Trong cơ thể hắn tứ đại kỳ mạch bên trong năng lượng không kịp chờ đợi muốn xông ra thân thể của hắn, cầu dẫn thiên địa linh lực, hóa thành thiên kiếp. Nếu như thường viễn tử thiên kiếp cùng thiên kiếp của hắn cùng một chỗ rơi xuống, thật sự sẽ chết người đấy. Lúc này, nếu không trước trốn đến hạch tâm thế giới bên trong đi, nếu như chui vào đến hạch tâm thế giới, nói không chừng có thể ngăn cách thiên kiếp cùng hắn ở giữa cảm ứng. Đang lúc Tống Thư Hàng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại thời điểm, phía trước lại xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy thường viễn tự ổn định thân hình, sau đó hắn hít sâu, trong nháy mắt, trên người hắn minh mông linh lực toàn bộ nội liếm, lùi về đến trong cơ thể hắn. Chỉ là chiêu này linh lực tự điều khiển thủ đoạn, cũng không phải là phổ thông ngũ phẩm linh hoàng có thể làm được. Gia hỏa này, có có chút tài năng một thân linh lực gắt gao nội liếm phía sau trên bầu trời cái kia phiến kiếp lôi đình chỉ ngưng tụ, không còn mở rộng. Nhưng là, đã ngưng tụ kiếp lôi nhưng không có tán đi, một mực bao phủ tại thường viễn tử đỉnh đầu. Thường viễn tử ngẩng đầu nhìn lôi kiếp, trên mặt hắn biểu lộ ngưng trọng lên. Ánh mắt của hắn biến sắc bén, như là ra khỏi vỏ thần kiếm. Cái trạng thái này hắn, cùng trước đó hướng biệt viết tiên cơ tỏ tình giả ngây thơ hắn, hoàn toàn khác biệt đơn giản phảng phất như là nhân cách phân liệt. Trên bầu trời, cái kia phiến kiếp phân trong, có lôi quang bắt đầu rung động đùng đùng. Sau đó, tất cả lôi quang bắt đầu ngưng tụ. Một lát sau, những lôi quang này ngưng tụ ra một cây thật dài cái ống hình. Lại là kiểu mới họng pháo. Bất quá, bởi vì kiếp phân ngưng tụ đến một nửa, liền đình chỉ ngưng tụ nguyên nhân, cái này dài nhỏ họng pháo không có triệt để thành hình, chỉ có một đoạn dài nhỏ họng pháo ẩn ẩn khóa chặt thường viễn tử vị trí. Nhưng là, tống thư hàng đều cảm giác tê cả ra đầu. Dù cho họng pháo nhắm ngay chính là thường viễn tử, nhưng tống thư hàng xông cảm giác cái này họng pháo có thể sẽ tùy thời hướng hắn khai hỏa. Thiên kiếp, thật sự đang biến hóa. Cùng tô thị A thập lục thiên kiếp đồng dạng, thiên kiếp ý đồ đang ngưng tụ thành đại pháo. Thiếu chủ, xin chớ xuất thủ. Lúc này, Thường viễn từ sau lưng cái kia một mực cười ngây ngô nam tử lên tiếng nói. Sau đó, hắn xuất thủ. Hắn tiến lên trước một bước, đưa tay đưa tay về phía trước. Một chỉ vô cùng to lớn cự thủ lăng không hiển hiện, chụp vào cái kia kiếp lôi chim mây. Chỉ là một chảo, liền đem cái kia còn không có thành hình thiên kiếp cho bắt vỡ nát. Đồng thời, một mặt cười ngây ngô nam tử cũng thu liếm tiếu dung, thần sắc biến ngưng trọng lên sau đó hắn đối thường viễn tử truyền âm nhập mật nói thiếu gia thiên kiếp tựa hồ có biến vừa rồi thiên kiếp rõ ràng cùng phổ thông thiên kiếp khác biệt ngưng tụ thành quản hình dáng phía sau thiên kiếp lực lượng tập trung làm một khó đối phó hơn chúng ta đến lập tức trở về sơn trang tốt nhất mời bỉ ngạn ma quân xuất thủ sửa đổi độ kiếp đại trận ta hiểu được thường viễn tử nhàn nhạt gật đầu sau đó hắn chuyển hướng đối biệt tuyết tiên cơ tiên thuyền nói biệt tuyết tiên tử ta sẽ còn trở lại chờ ta lục phẩm cảnh giới phía sau chúng ta song tu vừa vặn rất tốt không tốt biệt tuyết tiên cơ tiếp tục đáp cho chút mặt mũi có được hay không đừng cự tuyệt như vậy dứt khoát nha chúng ta ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp a à. thường viễn tử bi thương nói loại kia ngươi lục phẩm sau lại nói hiện tại đừng phiền ta ta vội vàng biệt tuyết tiên cơ nói tốt thường viễn tử vừa lòng thỏa ý hắn biến đặc biệt có động lực quay người cùng cười ngây ngô tôi tớ còn có một đám vung hoa tươi, thổi kéo đàn hát cấp dưới rời đi nơi đây. Nhìn đến đỉnh đầu kiếp vân sau khi biến mất, Tống thư hàng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn nhìn về phía tiên thuyền thở dài, tiên thuyền không có bị đụng hư a. À. Dễ dàng như vậy hỏng, cũng không phải là tiên thuyền. Một chiếc hợp cách tiên thuyền, cần có thể tiếp nhận trong vũ trụ thiên thạch va chạm, khối lượng nhất định phải quá cứng. Biệt Tuyết tiên cơ thanh âm truyền đến, sau đó nàng lại bổ sung, đúng rồi, thừa dịp Đông Phương Lục còn không có khôi phục trạng thái, chúng ta đi mau. Lúc này, Đông Phương Lục tiên tử nổi giữa không chung, nhận va chạm ảnh hưởng, có chút choáng đầu, hai mắt mê mang. Nàng trong ngực tước yêu tiểu thải đã hai mắt phát bạch, ngất đi. Chúng ta trốn, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, bị đụng chính là bọn hắn A. Bị đụng nhưng phải trốn, luôn cảm giác thật oan. Đừng nói nhảm, đi mau, nếu không Đông Phương Lục nếu như tỉnh táo lại, nói không chừng chúng ta lại muốn bị nàng đụng mấy lần. Lục tử nàng thật là đáng sợ, biệt tuyết tiên cơ thúc giục nói. Nàng và đông phương lục tiên tử cũng là người quen cũ. Toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành một người nhà 250 phân bộ, cùng biệt tuyết tiên cơ ở giữa một mực có hợp tác. Cho nên, tiên cơ biết rõ cưới tại phương tiện giao thông thượng đông phương lục tiên tử kinh khủng. Tống thư hàng nghe xong, cảm giác rất là có đạo lý. Thế là, hắn lần nữa phát động tiên thuyền, thừa dịp đông phương lục tiên tử không có lấy lại tinh thần lúc, thật nhanh chạy thoát rồi. Đặc biệt trột dạ, tại đông phương lục tiên tử khôi phục lại trước, tiên cơ tiên thuyền đã nhanh chóng rời xa. Tống thư hàng nhìn một chút hướng dẫn, sắp đến thiên nhai tử đạo trưởng chỗ ở. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, là tô thị A thập lục điện thoại. Tống thư hàng nhận nghe điện thoại, uy A thập lục, có chuyện gì sao? Thư hàng, các người tàn lớp sao? Tô Thị A thập lục hỏi. Khương, buổi sáng chúng ta chỉ có tam tiết khóa, cho nên tan học tương đối sớm. Tống Thư Hàng đáp. Ta còn có một tiết khóa muốn lên, ta buổi sáng vừa vặn có một bài giảng, an bài tại tiết bốn khóa. Người hiện tại ở đâu? Ta vừa mới nhìn đến Giang Nam địa khu nơi xa có thiên kiếp ba động. Tô Thị A thập lục có chút bận tâm hỏi. Không có việc gì, không phải ta tại độ kiếp, ta đều còn chưa làm tốt độ kiếp chuẩn bị, nào dám vì tiện độ kiếp. Đúng, Ngươi sau khi tan học, ở trường học chờ ta. Biệt Tuyết Tiên tử vừa đáp ứng cho chúng ta làm một bàn linh thực, đến lúc đó ta tiếp ngươi, để ngươi cũng nếm thử tiên cơ tay nghề. Tống Thư Hàng cười nói, nghe được không phải Tống Thư Hàng độ kiếp phía sau Tô thị A thập lục nhẹ nhàng thở ra, "Tốt, đối Thư Hàng, ngươi bây giờ cách này chút sắp độ kiếp người xa một chút." Ngàn vạn cùng bọn hắn giữ một khoảng cách. "Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc." Tống Thư Hàng nói. Kết thúc cùng A thập lục trò chuyện phía sau tống thư hàng lại thở dài ta mặc dù tâm lý nắm chắc, nhưng có đôi khi nhưng lại không thể không tiếp cận những cái kia sắp độ kiếp ra hỏa. Tỷ như hắn bây giờ lập tức muốn tiếp xúc, thiên nhai tử, đạo trường, cũng là sắp độ kiếp tiền bối. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Lần trước nhìn thấy thiên nhai tử đạo trưởng lúc, Tống Thư Hàng vừa mới hoàn thành 2 tấn 3 thiên kiếp đây. Chẳng lẽ mình cùng thiên nhai tử đạo trưởng hữu duyên, mỗi lần khi độ kiếp, Đều sẽ gặp phải hắn sao Cái này tựa hồ không phải cái gì Cắt tường báo hiệu A Lại nói đến lúc đó muốn nộp tiền bảo lãnh đó cùng Bị ngạn ma quân Có liên quan thiếu nữ Muốn bao nhiêu nộp tiền bảo lãnh kim Nhớ tới thiên nhai từ đạo trưởng phong cách Nộp tiền bảo lãnh sẽ không cần Tiếp nhận đạo trưởng truyền công A Tỷ như một năm công lực Chống đỡ một phần nộp tiền bảo lãnh kim Cái gì Trường 1010 Kha 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 Tống thư hàng cùng biệt viết tiên cơ, thì rốt cục chạy tới Thiên Nhai Tử lão đạo, tạm cư tại Giang Nam địa khu đạo quan. Vừa mới đáp xuống đạo quan, đang chuẩn bị từ tiên thuyền bên trên xuống tới lúc, liền nghe đến trong đạo quan có mấy vị tiểu đạo sĩ đang thấp giọng giao lưu. Hắc hắc hắc, các người nhìn thấy chưa, trước mấy ngày vào ở chúng ta đạo quan cái vị kia gọi Thiên Nhai Tử, cao nhân đắc đạo, hôm nay lại đoạt bắt một cái tiểu cô nương trở về đây. Nghe sư huynh nói, tiểu cô nương kia trên đường đi đều đang liều mạng dẫy ruộng, hắc hắc hắc. Một cái hơi mập tiểu đạo sĩ nhỏ giọng nói. Một cái khác đồng dạng hơi mập còn có chút thấp bé đạo sĩ, trên mặt lộ ra, lĩnh ngộ, thần sắc, hắc hắc hắc, đắc đạo cao nhân so với chúng ta còn muốn đói khát ha. Cái kia bị bắt tiểu cô nương xinh đẹp không? Một cái đang quét xác đạo sĩ bu lại, nói, nhất định phải xinh đẹp, hắc hắc hắc, ta trước đó tận mắt thấy cái kia nữ, hơi cuộn tóc, cái kia khuôn mặt nhỏ, cái kia dáng người, cấp một bổng. So với chúng ta tại trên mạng nhìn cái gì võng hồng A, nữ minh tinh A, đều phải đẹp. Mà lại A, cái kia nữ trên thân có loại khí chất không nói ra được, yêu tích ngoan nột. Bất quá không nghĩ tới, thiên nhai tử đạo trưởng mái đầu bạc trắng, lại còn càng già càng dẻo dai A. Hắc hắc hắc, cái kia hơi mập tiểu đạo sĩ nói bổ sung. Kha 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 kha, một đám tiểu đạo sĩ cộng đồng phát ra kỳ quái tiếng cười. Tống thư hàng ý thức tại những đạo sĩ này trên người đảo qua, phát hiện trong đạo quan này đạo sĩ cũng chỉ là người bình thường, cũng không phải là tu sĩ. Muốn đến hẳn là thiên nhai tử, đạo trưởng tạm thời tại đạo quan này ở nhờ. Những này tiểu đạo sĩ chỉ là người bình thường, cho nên cũng không biết tu chân giới sự tình. Cho nên, bọn hắn nhìn thấy một vị tóc trắng bệch lão đạo sĩ, cưỡng ép kéo lấy một cái tiểu cô nương, đưa nàng đưa vào đến đạo quan chỗ sâu sau tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến rất nhiều chưa thành niên người không được quan sát nội dung. Tống Thư Hàng Biệt tuyết tiên cơ đề nghị, nếu không, chúng ta vẫn là duy trì ẩn hình trạng thái đi tìm thiên nhai tử đi. Nếu như hiện ra thân hình đi tìm thiên nhai tử đạo trưởng, có trời mới biết những này nát miệng lão tài xế nói sĩ nhóm, trong đầu hội não bổ thành tình hình gì. Tống Thư Hàng, đồng ý. Thi, đồng ý ra một. Thế là, tại đêm tiên thuyền, ngừng tốt phía sau biệt tuyết tiên cơ bóp đạo pháp thuật, đem tống thư hàng cùng thi bao phủ ở bên trong. Ba người đè nén tự thân khí tức, duy trì ẩn hình hình thức, đi tới thiên nhai tử đạo trưởng trong phòng. Thiên nhai tử đạo trưởng trong phòng, rất yên tĩnh, không có phát ra một chút xíu thanh âm. Là cách âm trận pháp, biệt tuyết tiên cơ nói, đưa tay trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Phòng cửa đang khóa lấy, nhưng biệt tuyết tiên cơ trong tay linh khí vận chuyển, mở phổ thông cửa nhỏ dễ như trở bàn tay. Cửa phòng một bị mở ra, từ bên trong liền truyền ra một trận sung sướng tiếng ca. Chú dê vui vẻ mỹ dê dê lười dê dê sôi dê dê chậm dê dê mềm nhũn hùng thái lang hôi thái lang đừng nhìn ta chỉ là một con dê dê mà thông minh khó mà tưởng tượng là vị kia thiên nhiên quyển thiếu nữ đang hát. Nàng tiếng nói rất êm tai, nhưng bài hát này từ càng làm cho biệt tuyết tiên cơ cùng tống thư hàng khiếp sợ là thiên nhai tử đạo trưởng, hai tay của hắn bảy biệt, si sơ han, tư thế, đặt ở đỉnh đầu của mình hai bên. Sau đó, hắn một mặt nghiêm túc, theo thiên nhiên quyển thiếu nữ tiếng ca, đung đưa trái phải cái đầu. Hình tượng này đơn giản cay con mắt. Đang nghe phòng cửa bị mở ra thanh âm phía sau thiên nhai tử đạo trưởng cùng thiên nhiên quyển thiếu nữ đồng thời xoay đầu lại, nhìn về phía cổng. Thiên nhiên quyển thiếu nữ hì hì cười một tiếng, nhưng nàng không có đình chỉ tiếng ca, vẫn còn tiếp tục hát cái này thủ tẩy não ca. Thiên nhai tử đạo trưởng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Thật xin lỗi, ta giống như quấy giày đến các ngươi. Thật xin lỗi, lần sau ta nhất định trước gõ cửa. Biệt tuyết tiên cơ nói xin lỗi, sau đó, nàng thuận tay cài cửa lại, các ngươi tiếp tục, ta cùng tống thư hàng ở ngoài cửa chờ lấy. Chờ một chút dưới, biệt tuyết đạo hữu ngươi hiểu lầm. Thiên nhai tử đạo trưởng kêu lên. Biệt tuyết tiên cơ yên lặng đóng cửa lại, cùng tống thư hàng quay người ngồi sổng góc tường đi. Vừa rồi đó là mới lưu hành xấu hổ trò chơi sao? Biệt tuyết tiên cơ hỏi nàng bởi vì thường xuyên nghiên cứu mới chủ nghệ nguyên nhân, đối thời đại này Nhật Tân Nguyệt dị mạng lưới thông tin nắm giữ tương đối chậm. Ta từ chưa từng nghe qua tương tự trò chơi, Tống Thư Hàng nói, bất quá biệt tuyết Tiên bối, lần sau đẩy nhà khác ra môn lúc, vẫn là trước gõ cửa thì tốt hơn, tránh cho phát sinh tương tự xấu hổ. Ừm, biệt tuyết tiên cơ yên lặng gật đầu. Đang lúc lúc này, cửa phòng bị một lần nữa mở ra, thiên nhai tử đạo trưởng nhếch lên một cái nha, vào đi, Ta và các người nói, vừa rồi thật là hiểu lầm. Tống thư hàng nhãn tình sáng lên, hỏi, chẳng lẽ là vị bên trong kia nữ tu, sử dụng cái gì sóng âm hệ pháp thuật? Hắn còn nhớ rõ Đông Phương Lục Tiên Tử Thiên Ma Cửu Vũ, tựa hồ liền có được tương tự hiệu quả. Không phải, không có như vậy mơ hồ. Thiên Nhai Tử đạo trưởng lắc đầu, nói chúng ta mới vừa rồi là đang chơi bài, người thua liền theo thắng người chỉ thị hành động. Sau đó, vừa vặn vừa rồi ta thua nhất cục, sau đó nàng bắt đầu ca hát, người bắt đầu nhảy con cừu nhỏ múa. Biệt tuyết tiên cơ mỉm cười nói. Đúng, chính là như vậy, thiên nhai tử đạo trưởng nói. Tống thư hàng, yên tâm đi, thiên nhai tử, ta sẽ tin tưởng ngươi. Biệt tuyết tiên cơ nói, dù sao giữa chúng ta nhiều năm hữu nghị. Thiên nhai tử đạo trưởng khóe miệng co giật, sau đó hắn nhìn về phía tống thư hàng, tống đạo hữu, ngươi làm sao có rảnh tìm đến lão phu. Đúng, người nuôi gốc cây kia hành yêu có khỏe không? Thông nương nàng rất tốt, Tống Thư Hàng đáp, thông nương hiện tại cuộc sống tạm bỡ rất thoải mái, cùng ngộ đạo thái kết làm một thể phía sau ngộ tính của nàng đột nhiên tăng mạnh, tu luyện tiến triển cực nhanh. Lại thêm Tống Thư Hàng trong tay có không ít đan dược, tỉ như lúc trước cửu châu nhất hào quần, đạo hữu cho hắn bao đại hồng bao bên trong, có phụ trợ tu luyện dùng, thiên tinh luyện chân hoàn sáu bản, đan dược này nhị phẩm thời điểm sử dụng, có thể toàn diện tăng cường tu luyện hiệu quả, để tu luyện làm ít công to. Tống Thư Hàng bản thân tấn cấp tốc độ quá nhanh, đan dược này cơ hồ vô dụng mấy khỏa, liền đã tấn thăng tam phẩm cảnh giới. Hiện tại những đan dược này đều làm lợi thông nương. Nói thật, ngoại trừ không có tự do bên ngoài, thông nương hiện tại đãi ngộ không thể so với tu chân đại môn phái trực hệ đệ tử kém. Đan dược không thiếu, mà lại đều là cực phẩm đan dược, công pháp không thiếu, thiên khốc bảo điển đủ để cho nàng trực tiếp tu luyện tới lục phẩm cảnh giới kinh nghiệm tu luyện phương diện có thể thời khắc quan sát Tống Thư Hàng, từ hắn trong quá trình tu luyện đạt được một số kinh nghiệm. Nhàn rỗi không chuyện gì có thể nhìn xem điện thoại giải buồn. Mặt khác, ta tìm đến thiên nhai từ tiền bối, là vì nộp tiền bảo lãnh nàng. Tống Thư Hàng chỉ chỉ vị kia thiên nhiên quyển thiếu nữ. Người chính là Tống Thư Hàng, thiên nhiên quyển thiếu nữ nghe vậy, nhíu mày. Đúng thế, Tống Thư Hàng nói, ngươi là bị ngạn ma quân tiền bối phái người tới a à. Cái này Thiên Nhiên quyển thiếu nữ hiển nhiên không phải bị ngạn Ma Quân, bởi vì thiếu nữ này mới tam phẩm thứ nhất mạch cảnh giới. Đúng vậy, ta là đệ tử của hắn." Thiên Nhiên quyển thiếu nữ đứng dậy, hướng phía Tống thư hàng thi lễ một cái nói, "Ma Quân tòa hạ thứ 18 đệ tử, Đô Lan, yêu thích là cưỡi ngựa, còn có cho Khiêu Vũ người ca hát nhạc đệm, nhưng chính ta không thích Khiêu Vũ." "Cỡ nào mới là yêu thích?" Thiên Nhai từ tiền bối, nộp tiền bảo lãnh nàng muốn bao nhiêu linh thạch. Tống thư hàng dò hỏi. Thiên Nhai Tử đạo trưởng nói, nếu là quen người, nộp tiền bảo lãnh linh thạch coi như xong. Bất quá, lần này bao phủ Giang Nam đại học thành xương mù, ta bỏ ra năm mai ngũ phẩm linh thạch, số tiền kia cần muốn các ngươi đến thanh toán. Thành, Tống thư hàng nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra năm mai ngũ phẩm linh thạch, giao cho Thiên Nhai Tử đạo trưởng. Dù sao số tiền kia, đến lúc đó hội từ thiên nhiên quyển thiếu nữ, Đô Lan đến bồi thường. Nàng không thường nổi Sư phụ nàng bị ngạn ma quân cũng sẽ bồi, điểm ấy ngược lại không cần lo lắng. Nộp linh thạch phía sau Đô Lan coi như khôi phục tự do thân. Mấy giờ rồi rồi, Đô Lan lên tiếng hỏi. Giờ Bắc Kinh, sắp 11 giờ, tống thư hàng đáp. Thời gian này thượng còn tới kịp, ta lúc đầu đã đặt xong 4 giờ chiều trở về vé máy bay. Bất quá cái viên kia xương mù tạc đạn bị tạc rơi mất, ta còn phải một lần nữa đi lấy một cái trở về, cần một quãng thời gian. Đô Lan nghĩ nghĩ, nói, về thời gian thoáng có chút đuổi, Tống Đạo Hiếu, người trước đứng yên đừng nhúc nhích, đừng ẩn giấu thực lực, để cho ta đưa ngươi số liệu đo đạc thu thập một chút, chuyển giao cho ta sư phụ. Sau đó sư phụ ta hội căn cứ đo đạc số liệu, vì ngươi chế tạo độ kiếp trận pháp. Không cần ma quân tự mình tới sao? Tống Thư Hàng hỏi hắn còn muốn cùng bị ngạn ma quân thảo luận một chút, thiên kiếp hiện đại hóa, sự tình. Sư phụ hắn qua vài ngày cũng tới Giang Nam địa khu, đến lúc đó, hắn vì ngươi chế tạo riêng độ kiếp trận pháp. Bất quá trước đó, hắn muốn trước hiểu rõ thân thể của ngươi số liệu cùng thuộc tính, chuẩn bị sẵn sàng. Đô Lan nói, sứt lời, nàng từ trong túi áo lấy ra một cái kính hình dáng pháp khí, nhắm ngay tống thư hàng vừa chiếu. Trong gương, có tầng một thanh sắc quang mang thoáng hiện, đem tống thư hàng bao khỏa ở bên trong. Tống thư hàng thân thể thuộc tính, tu vi cảnh giới, cường độ thân thể loại hình tin tức, đều bị cái này kính hình dáng pháp khí thu thập, những tin tức này cũng không phải là bí mật, tu vi tu sĩ mạnh mẽ, chỉ cần nhìn tống thư hàng một chút, liền có thể đạt được những này số liệu. Số liệu thu thập hoàn tất phía sau Đô Lan đưa tay tại kính hình dáng pháp khí thượng một điểm. Sau đó, trên gương xuất hiện một người mặc sinh hóa phục thân ảnh. "Uy, là Đô Lan a, nhìn thấy vị kia tống tiểu hữu sao?" Ăn mặc sinh hóa phục nam tử phất phất tay, giờ trong tay cái máy tính bảng hắn đang dùng máy tính bảng cùng đô lan cổ kính pháp khí tiến hành video nói chuyện phiếm. Không sai, là máy tính bảng cùng tấm gương ở giữa, tiến hành video nói chuyện phiếm. Đã gặp gỡ Tống Đạo Hiếu, sư phụ, ta đã đem hắn cơ bản số liệu thu thập, hiện tại liền truyền tặng cho ngươi. Mặt khác, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi hắn sao? Đô Lan dứt lời, đem tấm gương quay tới, nhắm ngay Tống Thư Hàng. Sinh hóa phục nam tử, lộ ra lại chính là sư phụ của nàng, Bỉ Ngạn Ma Quân. Nha, Tống Tiểu Hiếu, thân thể của ngươi số liệu không tệ lắm, đặc biệt là thể chất đã là tứ phẩm cấp bậc, kể từ đó người độ kiếp rất ổn. Bỉ Ngạn Ma Quân huy động máy tính bảng, lại nói người tu luyện công pháp phương diện, Bạch Đạo Hiếu đã tăng lên nói cho ta biết. Ta hội trước thiết kế một cái độ kiếp trận pháp bản dự thảo, đến lúc đó người trước làm quen một chút. Đến mai trước kia độ kiếp bản dự thảo liền có thể đi ra thành, Tống Thư Hàng nói, mặt khác bị ngạn tiền bối, liên quan tới thiên kiếp, ta có chút suy đoán muốn theo người tâm sự. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 68